Chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến không nhận hàng các bác nhé. Từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là kia. Các bác lên cho em là sen inox nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi sen inox như này. Đấy, một vòi sen inox cực kỳ chất lượng như này các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một vòi sen inox này, một bộ dây và một giá đỡ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một dây, một giá đỡ như này về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Dây này thì nó sẽ là dòng dây dài tầm khoảng từ 1m2 đến 1m5 nhá. Từ 1m2 đến 1m5. Dòng giếc đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào này cho em là xong này. Đấy. Các bác kết nối vào đây cho em là xong. Đó. Thì các bác sẽ có một cái bộ sen 8 bằng inox chất lượng của Nhật luôn. Đây các bác này. Osaka Japan này. Đó. Đây. Dây rất là dài luôn và dây siêu mềm luôn. Đó. Và có cả giá đỡ cho các bác luôn nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng có cái giá đỡ nhá. Đấy đây. Nó sẽ có cho các bác cả giá đỡ này. Có cả giá đỡ cả ốc vít luôn. Giá đỡ đây. Đấy, có giá đỡ có ốc vít đầy đủ cho các bác. Riêng dòng này thì nó sẽ có giá đỡ như này. Để về các bác sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là sen inox nhá. Đấy, sen inox này. Sen inox giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100k cho một con sen inox như này. Tiếp theo thì 110.000 nhá. Xin lỗi các bác. Đấy, 110.000. 110.000 cho con sen inox như này, 110k nhá. Đấy. 110k cho một cái bộ sen inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Sản phẩm thì cũng bao gồm cho các bác là một dây, một vòi xịt, một giá đỡ. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn và có ốc tiếc các thứ đầy đủ cho các bác. Đây. Giá đỡ rất là xịn như này. Hàng inox 304 nhá. Có dây hết cho các bác luôn. Đấy, có dây, có đầu vòi xịt như này. Cơ chế xịt tự ngắt nhá. Đấy, cơ chế xịt tự ngắt này. Xoáy vào cho em này. Đó, và có giá đỡ như này nhá. Các bác có thể lắp nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là để ở khu vực mình có thể xịt rửa tưới cây này, cực kỳ là tiện dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Xịt vệ sinh thì một cái bộ xịt vệ sinh như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 100k thôi. 100k chọn bộ bao gồm cả dây, cả đầu vòi xịt như này, về nhà các bác chỉ việc là sử dụng thôi, đã có giòn giếc các thứ đầy đủ cho các bác rồi. Nó rất là ok luôn. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Hàng về theo lô nhá. Có giá đỡ giá điếc hẳn hoi cho các bác luôn. Kèm thêm cho các bác ốc vít đàng hoàng. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý rồi, chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này, xịt vệ sinh, giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Cái sen này thì nó sẽ là có cái cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt như này các bác này, có cánh quạt này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trực tiếp trên cây và có tăng giảm luôn, tăng giảm đóng ngắt trên tay như này. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để mình tắm này rồi gội này, rồi massage rất là tốt luôn. Và có cho các bác là cả sen cả dây như này nhá, cả sen cả dây như này. Combo cho các bác cả sen quạt cả dây như này. Và có một cái đầu lọc như này giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ việc kết nối vào đầu cái nguồn nước đã có sẵn nhà mình là mình sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt. Sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt tăng áp. Không có giá đỡ nhá. Con này thì không có giá đỡ đâu. Không giá đỡ này. Không giá đỡ nhá. Đó, đây cho em là sen cánh quạt tăng áp này, sen cánh quạt này. Sen cánh quạt tăng áp. Giá sẽ là 100 cành tròn nhá, 100k cho con sen cánh quạt tăng áp như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ của nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led để bàn như này nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 15 cm và chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm gì đấy các bác nhá.
nó sẽ là đồng hồ led để bàn như này. Các bác có thể cắm trực tiếp như này, hoặc về nhà các bác có thể lắp pin nhá, lắp pin hoặc là cắm trực tiếp đều được đấy, hoặc cắm trực tiếp như này thì về nhà các bác cắm ở cái cổng USB nhà mình là nó sẽ lên giờ thôi đấy. Nó sẽ là nảy số điện tử nhá, nảy số điện tử đúng như trên hình như này các bác này, đấy đúng như trên hình như này, số to rõ. Các bác vừa làm đèn ngủ vừa để làm vừa làm đèn ngủ vừa làm đồng hồ được luôn, để xem giờ rất là tiện. Đồng hồ cập nhật nhiệt độ, độ ẩm, rồi có cả cho các bác chức năng hẹn giờ luôn nhá. Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm, hẹn giờ đấy, và rất nhiều chức năng nhá. Giá thì các bác lên cho em là đồng hồ led, giá sẽ là 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ này, đồng hồ led, giá của nó sẽ là 140k, 140.000 cho con đồng hồ led này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn đèn bắt muỗi đen nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy thì khi mà muỗi nó bay vào đây thì nó sẽ bị chập bởi cái lưới này. Đấy, chập bởi cái lưới này. Các bác bật công tắc lên. Đấy, con này là sẽ là 120.000 nhá. Mẫu này là mẫu to. Bên shop bán thì nó có cả mẫu bé thì nó sẽ rẻ hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây. Thì khi mà con muỗi nó bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, muỗi bay vào đây là nó sẽ bị chập các bác này. Đấy, nó sẽ bị chập điện nhá. Thành tách các bác này. Đấy, chập điện nó nổ thành tách này các bác này. Đấy đây. Em đang dí vào nó thành tách các bác này. Đấy. Thì cái loại này sẽ là 120.000 nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái ánh đèn hồng ngoại như này, vừa là làm đèn ngủ vừa là thu hút muỗi luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em đó là đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi đen loại to giá sẽ là 120.000. Loại nhỏ thì chỉ có cho các bác là 100 thôi. Còn loại này là loại to là 120.000 nhá. Đấy, đây, dùng để bắt muỗi rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, lên cho em là đèn bắt muỗi đen, giá sẽ là 120.000 nhá. Đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen giá sẽ là 120k một chiếc nhá. Chuyên tiêu diệt muỗi này ở các ngóc ngách luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Nó sẽ có hai màu, màu vàng màu bạc như này. Con này thì cái size của nó là dòng là 6mm, chiều ngang là 6mm và chiều dài là 2m. Con này thì nó sẽ là một cái dòng thước đặc biệt có thể quấn vào như này được này. Con này các bác có thể quấn tròn vào như này được, rất là tiện ích luôn. Đấy, quấn tròn vào như này rất là ngon. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 50k trong con thước của Nhật như này thôi. Lên cho em là thước móc khóa có hai màu vàng và bạc như này. Đấy, thước móc khóa nhá, có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Thì để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là làm thợ làm nghề rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa. Giá của nó sẽ là thước móc khóa này. Thước móc khóa giá của nó sẽ là 50 cành nhá. Có hai màu, màu vàng và màu bạc. Tùy theo nhu cầu của bác lấy màu nào thì báo em, không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 cho một con thước móc khóa như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop đưa cho anh cái bình về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái mẫu bình đựng nước 2 lít nhá. Con này thì để đựng nước lọc thôi, đựng nước lọc, nước lạnh thôi. Cái giá của nó thì chỉ có 80 cành thôi. Cho nên là các bác về các bác đựng nước lọc, nước lọc, nước lạnh. Nước nóng thì cũng đựng được thôi nhưng nó sẽ không có tính năng giữ nhiệt nhá. Nôm na nó là như thế. Nó sẽ là bằng inox 304, inox 304 cực kỳ đẹp, dày dẫn chắc chắn, nhưng mà con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt. Cho nên các bác dùng để đựng nước lọc mình uống hoặc là đựng các cái loại nước uống là ok. Lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k thôi nhá. 80.000 cho một con bình inox hàng của Nhật sáng bóng đẹp như này. Đấy, về đựng nước lọc cũng được, đựng nước lọc để trên phòng ngủ này hoặc là những cái không gian nào mà các bác cần để nước lọc trên bàn uống nước các thứ cũng rất là hợp lý thôi. Nó bằng inox, nó sạch sẽ, nó đẹp, nắp nó kín đáo như này, khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Khi nào mình rót thì mình ấn nó ra, không có thì mình lại sập nó vào. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Giá thì giòn của giòn cao su rất chắc chắn, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một số mã hàng mới, thì em lại lên video để tranh thủ gửi tới quý bạn và các vị. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em.
Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng có nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ các bác nhá. Đó. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô máy xay các bác nhá. Máy xay hàng của thương hiệu Osaka các bác này. Đây. Osaka Japan, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Osaka. Bên shop bán thì con này thì giá về cho anh em giá cực kỳ tốt luôn. Đấy. Một con máy xay như này nhá. Đây, một con máy xay như này. Hàng của thương hiệu Osaka nhá. Osaka Japan, con này thì hàng Nhật xuất, nó sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là 1800W nhá. Đây, điện 220V, công suất 1800W đây. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một đầu máy và một cái phần xay như này các bác này. Đấy, đây. Hàng của nó là hàng loại 1 cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, hàng loại 1, hàng to dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Đây. Ở đây thì em đã có mấy viên đá khô này. Đấy, có mấy viên đá khô đây. Đây, để em sẽ xay thử cho bác xem luôn. Đá này là đá để tủ lạnh trong vắt các bác nhá. Đấy, đá để tủ lạnh trong vắt cho các bác luôn. Đấy. Đổ này vào đây. Dạ. Để tủ lạnh trong vắt luôn các bác nhá. Đó, đây. Thì các bác chỉ cần là đây em cho này. Đấy, chỉ cần là xay là xong thôi. Đây. Đấy, em sẽ cắm điện và xay trực tiếp cho bác xem luôn. Đây. Đây các bác nhá. Đó đây. Đấy. Con này nó sẽ sử dụng điện 220 các bác nhá, điện 220. Đây em xay trực tiếp cho bác xem luôn này. Đây các bác xay nhá. Đó đây các bác này. Đó. Cái này thì các bác cứ nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Nhấp nhả cho em các bác. Đó. Rồi cái này em xay xong rồi tí nữa em sẽ làm hộp sữa chua đánh đá luôn các bác nhá. Đó. Làm hộp sữa chua đánh đá luôn. Ok các bác đã xay xong, rất ngon lành luôn. Đây. Đấy, giòn riếc của nó rất khít nhá, nước là không thể ra vào được các bác nhá. Đây. Giòn của nó rất khít luôn này. Đấy. Đá xay ra mịn như tuyết luôn các bác nhá. Đây, mịn như tuyết luôn các bác này. Đó. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây. Cối xay không hề hấn gì các bác nhá. Cối xay thì không hề hấn gì luôn. Đá xay ra rất là mịn luôn này các bác này. Đó. Rất ngon luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Cái này thì các bác xay ra các bác làm sinh tố này, rồi làm xay thịt, xay gà, xay cá này, làm kem này, rồi nói chung là muốn làm cái gì làm. Nói chung nó rất là ok luôn các bác nhá. Đấy. Máy của nó thì rất đẹp, rất nhỏ gọn nhá. Đây. Lưỡi không hề hấn gì các bác nhá. Lưỡi không hề hấn gì này. Đó, lưỡi xay đá nhưng mà không có hề hấn gì luôn. Các bác thấy không? Đấy. Đá là một loại kinh khủng rồi. Đấy, rắn như đá mà. Đấy, thế mà xay rất là nhuyễn luôn các bác nhá. Đây. Máy của nó đây các bác này. Dùng rất là ngon luôn. Công suất của nó là 1800W, sử dụng điện 220V. Đó, ok chưa? Các bác lên mã giúp cho em là máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy xay Osaka như này. Giá của nó sẽ là, lên cho em là máy xay Osaka nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 100 mấy nhỉ? Máy xay Osaka nhá. Đây, máy xay Osaka này. Giá của nó sẽ là 160k các bác nhá, 160k cho con máy xay Osaka này các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka, giá của nó sẽ là 160k các bác nhá, 160.000 cho con máy xay Osaka này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đá cắt các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đá cắt này. Đấy. Đá cắt thì dòng này bên shop đang về đó là cái dòng đá của Nhật các bác nhá, đá của Nhật. Đấy. Nó thuộc là dòng đá đỏ cao cấp của Nhật. Con này các bác cắt thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Cắt rất là ngon luôn. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Lion các bác này. Hộp của nó là 50 viên các bác nhá. Đây. Hàng của Lion này, đá của Nhật siêu chất lượng cho bác luôn. Đây. Các bác nhá. Đó. Đá đỏ của Nhật các bác nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy. Thì dòng này thì nói chung là các bác biết rồi. Đấy. Đá thì nó sẽ có là đầu tiên là đá đỏ này. Đấy, đá đỏ, sau đó thì là đến đá xanh và đá vàng là kém nhất nhá, cho nên các bác mua thì phải mua loại đá đỏ này nhá. Đấy. Cái đá đỏ này thì bên shop đang gửi tới. Các bác lên mã giúp cho em là đá lưỡi cắt đỏ nhá, lưỡi cắt đỏ. Lên cho em là lưỡi cắt đỏ nhá. Lưỡi cắt đỏ này. Đấy, lưỡi cắt đỏ. Còn lưỡi cắt đỏ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá của nó sẽ là 7k trên một viên. 7k trên một viên nhá. Đó. Còn các bác mua một cái hộp mà hộp 50 viên thì giá của nó sẽ là 220k và bao ship nhá. Đấy, 50 viên đây, hộp này của nó là 50 viên này. Còn em bán lẻ thì 7k một viên và bán từ 5 viên trở lên, 7k đấy trên một viên và bán là 5 viên nhá, 5 viên. Đấy, còn các bác mua cả hộp này nhá, mua cả hộp thì giá của nó sẽ là 220k và bao ship. Hộp này của nó sẽ là 50 viên nhá. Đấy, một hộp này của nó là 50 viên này. Hộp của nó là 50 viên các bác nhá. Đấy, 50 viên. Còn các bác mua
mua một nửa hộp như này là 25 viên. 25 viên thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130k. Đó, 25 viên thì giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000. Đấy. 130.000 cho 25 viên như này. Đấy, 25 viên. 25 viên thì sẽ là 130k nhá. Đấy, còn các bác lấy cả hộp thì chỉ có 220.000 thôi. Đấy, lấy cả hộp là 50 viên, giá là 220.000 và bao ship nhá. Nói chung là lấy cả hộp cho nó rẻ các bác. Đằng nào các bác cũng dùng, dùng những cái đá này cắt cực kỳ là ngon luôn nhá. Đây, cái mên lưới của nó rất là dày các bác này, mên lưới của nó rất là dày như này. Khi các bác cắt thì không sợ bị vỡ, bị đứt mà nó rất là bền. Các bác cắt nó rất là bền lưỡi nhá, rất bền lưỡi luôn. Dùng cực kỳ ok luôn, rất bền lưỡi các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó, 7k trên viên này bán từ 5 viên trở lên. Đấy, lên cho em là lưỡi cắt sắt nhá. Lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy, lưỡi cắt sắt inox hoặc lưỡi cắt đỏ nhá. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái hút bụi ống thôi nhá. Có lên trên là hút bụi ống đây. Đấy. Con này thì một con hút bụi ống như này. Bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi ống như này, giá của nó sẽ là 226 à. Phương. Lên cho em là hút bụi ống nhá. Đó, hút bụi ống này. Đấy, hút bụi ống. Con này đang bán là 270k. Về cho bác giá còn 260k cho con hút bụi ống này nhá. Lên cho em là hút bụi ống này, 260k thôi nhá. Đó. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm một đầu một máy hút như này nhá. Đấy, con này chạy bằng pin. Chạy bằng pin, rất là khỏe luôn con này. Đấy, chạy bằng pin rất khỏe luôn. Đó, ok chưa? Đây. Thì đây, em sẽ hút thử cho bác xem. Đây, có lắp cái đầu này vào này. Đấy, sau đó lắp cái ống này vào. Đấy. Lắp cái ống này vào. Đây. Đây nha, đây là cái bát gạo này nha, đây là cái bát gạo này này, em sẽ hút cho bác xem này. Đấy, bác thấy không? Đấy. Cái bát gạo này mà cái đít này nó còn có cả nước này. Đấy. Nó hút rất là ngon luôn các nhá. Đấy. Đấy, ok chưa? Đó, rất là ngon luôn. Khi bác ấn ra chỉ cần nhả ra như này, sau đó thì mình lại đổ ra thôi. Đây, tháo cái lẫy này mình đổ ra. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đó. Hút cực kỳ khỏe luôn các nhá. Đấy. Hút rất khỏe luôn. Sau đó thì các bác lại lắp cái tấm hút này lại này. Đấy. Hút cực kỳ là ngon luôn các nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Hút rất khỏe luôn này. Các bác hút bụi rồi côn trùng rồi nói chung là đấy, bụi rồi côn trùng rồi nói chung là vi khuẩn này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Các cái ngóc ngách nhá, rất là ngon luôn. Đó, ok chưa? Đấy, hút cực khỏe luôn. Đây. Lên mã tiếp theo là hút bụi ống nhá. Đấy, hút bụi ống. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi ống như này. Giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260k. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng, hút cực kỳ ngon luôn. Cái này nó bằng vải các bác có thể giặt được nhá. Bằng vải các bác có thể giặt được rất ngon lành luôn. Giặt rũ ngon lành cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp em là hút bụi ống nhá. Hút bụi ống, giá của nó chỉ có 260.000 thôi. 260.000 cho con hút bụi ống này coi nhá, rất tiện dụng luôn. Đó. Đây các bác chỉ cần lắp vào này xong này. Sập cái này vào này. Đấy. Ok chưa? Đây nó có cả đèn báo luôn này. Có cả đèn báo luôn, hút rất khỏe nhá. Ngoài ra các bác có thể thay đầu nhá. Đấy, ví dụ như cái chỗ nào mà cần phải dùng chổi lông. Dùng chổi lông thì các bác lắp cái chổi lông này vào cho em này. Đấy, lắp cái đầu chổi lông này vào để mình hút này. Đấy, đây. Đây các nhá. Đó. Các bác có thể là lắp cái đầu chổi này vào. Đây. Đấy, lắp cái đầu này vào này. Mình hút trực tiếp này. Đấy, hút theo cái đầu này cũng được này. Hoặc là các bác lắp cái đầu chổi lông này vào này. Đấy. Lắp cái đầu chổi lông này vào. Đây. Đấy. Đấy, lắp cái đầu chổi này vào, hút trực tiếp này. Đấy, các bác hút thảm một chiếc, vừa hút các bác vừa kỳ cọ này vừa hút đi theo này. Đấy nhá. Đấy, nói chung là con này nó chạy rất là khỏe luôn. Giá cực tốt các bác nhá. 260.000 cho một con hút bụi nha. Đó. Con này thì nó chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin mà các bác cắm sạc đây. Đấy, có tặng kèm các bác một cái dây sạc như này nhá. Ok chưa? Đó, giá cực tốt cho bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác nhá. Lên cho em là hút bụi ống nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 cho con hút bụi ống này. Bao ship cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cái thanh cài dao các bác này. Đây, một con thanh cài dao cực kỳ chất lượng như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhé. Đấy. Con này thì nó rất là tiện rồi để cho các bác dùng trong cái gian bếp nhà mình thôi. Đấy.
phòng bếp, phòng bếp đây là các bác dùng con này cho em là rất là ok luôn. Đó. Đây, con này nó rất tiện luôn các bác nhá. Đây mã giúp cho em là thanh cài dao các nhá. Đó. Chiều dài của nó sẽ là đi đây. Con này nó dài là đi khoảng 40 cm các nhá. Đấy, dài khoảng 45 cm. Đấy, hàng bằng inox 304 nhá, inox 304. Sáng bóng đẹp và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, lên cho em là thanh cài dao nhá. Đấy, thanh cài dao. Đó. Thanh cài dao này. Dài là 45 cm nhá, 45 cm. Đó, con này dài là 45 cm như này. Các bác về các bác chỉ cần dắt dao vào đây thôi. Đây ví dụ đây là con dao này, đây là con dao nhỏ nhất này, em dắt vào này. Đó, nó sẽ như này nhá. Đấy, dắt vào nó sẽ như này. Nó sẽ có tới 1 2 3 4 ngăn, 4 ngăn và chiều dài của nó sẽ là 45 cm. Các bác tha hồ dắt dao rất là thoải mái luôn. Còn đồ đạc các thứ, cái gì xong nồi hoặc là cái gì treo được thì các bác treo lên đây cho em. Nói chung nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em là thanh cài dao nhá, thanh cài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con thanh cài dao như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy. 100k cho con thanh cài dao như này nhá. Các bác lên cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 100.000 các bác nhá. 100.000 cho con thanh cài dao này. Ok chưa các bác ơi? Giá cực tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác đó là cái con máy xay này các bác nhá. Máy xay Osaka là con máy xay cối xay inox 2 lít này các bác này. Đấy, lên cho em là cối xay inox nhá. Cối xay inox, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Rồi, em sẽ test thử sản phẩm cho bác xem luôn. Ok. Theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu các bác nhá. Các bác lên cho em là miếng dán ngải cứu. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp này sẽ bao gồm là 12 miếng trong một cái bịch như này. Đấy, 12 miếng. Đây. Và cái này của nó thì nó sẽ là độ nóng rất là cao luôn và các bác bóc ra. Đấy. Các bác nóng rất là cao luôn, các bác bóc ra sau đó thì các bác dán lên các cái khu vực ví dụ như là cổ vai gáy các bác nhá. Đây. Cái này thì nó chuyên trị đau mỏi cổ vai gáy, đau dây thắt lưng. Đấy các bác nhá. Đấy. Nó là được chiết xuất từ ngải cứu và một số các loại thảo dược khác. Hàng thì sẽ là hàng cực kỳ chất lượng, bảo hành cho bác luôn, độ nóng cực kỳ cao luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đó. Miếng dán ngải cứu em bán có khách lấy cả 20 hộp luôn. Đó. Miếng dán ngải cứu này. Chuyên trị cho các bác bị đau nhức xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thắt lưng, đau dây thần kinh. Đấy. Giá sẽ là 30k trên một hộp 12 miếng nhá. Đấy. 30k trên một hộp 12 miếng. 30k các bác nhá. 30k một hộp như này. Đấy. Về nhà các bác đau đâu thì các bác bóc ra dán vào đấy cho em. Đó, độ nóng của nó rất là cao. Các bác có thể chuyển khi mà cảm thấy nó nóng quá nhá. Đấy, nóng quá các bác có thể chuyển chỗ khác được. Độ dính của nó rất là tốt luôn. Đó. Đau dây thắt lưng, đau mỏi vai gáy, đặc biệt cái này nó trị đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn nhá. Đau mỏi vai gáy, các bác về các bác bóc và dán vào cho em. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con massage 16 bi nhá. Massage 16 bi, mỗi bên nó sẽ có 8 viên bi. Tổng của nó sẽ là 16 viên bi như này. Đó. 16 viên bi và đây nó sẽ có nút nguồn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có cả tia hồng ngoại luôn. Con này thì nó sẽ dùng đa di năng. Các bác dùng để massage cổ, vai, gáy, lưng. Lưng thì các bác có thể ngồi mình để thẳng cái này mình dựa lưng vào được. Chứ còn nằm lên thì em sợ nó sẽ bị yếu. Đấy, nằm lên thì cái sức nặng của người thì nó sẽ không chạy nổi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5. 5 chế độ nhá. Đấy, mỗi chế độ thì nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác. Đó, đây. Mỗi chế độ nó sẽ chạy một kiểu khác nhau các bác nhá. Đó. Đấy, thì tùy theo cái chế độ để nó sẽ chạy, nó sẽ đảo bi để nó massage cho cơ thể các bác nhá. Đó. Và khá là tiện dụng luôn. Công tác công tiếc thì rất là ngon. Đấy các bác nhá. Đó. Của nó thì nó sẽ là bằng một cái lớp vải bóng như này khi mình dùng. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái dạng là gel, dạng là vải cước mềm nhá. Đấy, khi các bác dùng massage nó khá là tốt luôn. Mỗi bên của nó sẽ có tới cho các bác là 8 viên bi, tổng là 16 viên bi. Đấy, lên cho em là massage 16 bi nhá. Đó. Massage 16 bi. Giá thì sẽ là 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này nhá. 290k và bao ship cho cái massage 16 bi như này. Các bác lên cho là massage 16 bi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái bóng đèn 5 cánh các bác nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh. Con này thì hàng bên shop bán khá là nhiều rồi. Công suất của nó thì nó sẽ là 100W cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, đèn gấp 5 cánh như này. Đấy. Dòng này của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy. Các bác lên cho em là đèn 5 cánh nhá, khá sáng luôn. Đây. Đấy, đèn 5 cánh, khá sáng luôn các bác. Công suất của nó sẽ là 100W các bác nhá. Đấy, 100W đây.
nó sẽ có 5 cánh như này. Đấy, đây công suất 100W này. Đấy, công suất 100W, con này thì nó sẽ là điện 100-240V, cho nên các bác sử dụng điện 220 thoải mái, tại vì các cái dòng LED như này thì nó không hạn chế về các cái công suất. Đây các nhá, khá là sáng luôn các bác, rất sáng các bạn. Đấy, lên cho em là đèn 5 cánh nhá, giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh này thôi. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đó, siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một con đèn 5 cánh chất lượng như này. Đấy, đèn 5 cánh chất lượng như này nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Các bác có thể gấp gọn vào được luôn nhá, gấp gọn vào được luôn, rất là tiện. Đó, gấp gọn là mở ra nó rất là tiện. Đuôi của nó thì nó sẽ là đuôi phổ thông, đuôi xoáy E27 rất là phổ thông luôn. Đó, lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Đó, đèn 5 cánh. Đèn 5 cánh này, giá của nó sẽ là 120k. 120k cho con đèn 5 cánh này. Đấy, giá khá là tốt để phục vụ các bác nhá. Đó, giá khá là tốt luôn. Đó, lên cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120k các bác nhá. Đó. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu vàng các nhá, cá sấu vàng. Đây, một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng như này. Đó, một thắt lưng như này. Đấy, mặt hình cá sấu rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy, cá sấu đựng trong hộp vàng như này, cho nên là bên em gọi nó sẽ là cá sấu vàng. Rất là đẹp luôn các bác. Đó, rất đẹp luôn. Đấy, giá thì chỉ có 140.000 cho một cái thắt lưng cá sấu vàng như này thôi. Đó, 140k các bác nhá. Đấy, lên mã cho em là cá sấu vàng con này, rất là đẹp luôn. Đấy, mặt dây này, đấy, màu sắc rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, khóa thì cực kỳ là ngon và dây cũng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng, khóa lên cho em là thắt lưng cá sấu vàng nhá. Khóa kiếc của nó khá là ngon luôn các bác này. Đó, khóa rất là ngon luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Đấy, siêu hạt rẻ cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là cá sấu vàng các nhá. Đấy, lên mã cho em là thắt lưng cá sấu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con thắt lưng cá sấu vàng như này. Rất đẹp các nhá, hàng đựng trong hộp rất đẹp luôn, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đấy, lên cho em là cá sấu vàng nhá. Đấy, cá sấu vàng. Đó, cá sấu vàng này, giá của nó sẽ là 140k. 140k cho cái thắt lưng cá sấu vàng như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là cái thắt lưng dù Mỹ nhá. Đấy, tôi lên cho em là thắt lưng dù, nó sẽ dùng bằng dây dù như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu dép của Mỹ. Đấy, lên cho em là thắt lưng dù Mỹ, hàng của thương hiệu dép đây. Đó, con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ luôn. Đó, giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Đây, dài của nó thì 1m1 nhá. Con này cơ chế của nó hoạt động thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần đẩy vào như này, sập cái lẫy này vào là xong. Đó, hàng của thương hiệu dép này. Đó, hàng thương hiệu dép rất chất lượng cho bác luôn, chữ nổi luôn. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của một cái công ty chuyên sản xuất đồ cho quân đội Mỹ nhá. Đây, đấy, quân đội Mỹ này, từ năm 1961 rồi các bạn. Công ty này của nó thì khá là lâu đời rồi nhá. Đấy, dép 1961 này. Đấy, AFS các bạn này. Đó, khá là lâu đời nhá. Đấy, và dòng này thì bên shop đang gửi tới các bác một con thắt lưng như này, giá của nó chỉ có 80k thôi. Các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù. Đấy, nó làm bằng dây dù như này mà, bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng chán thì các bác vứt đi thôi, chứ chả bao giờ hỏng được cả. Kể cả những cái chốt trước của nó cũng đều là dạng chốt khá là cơ động, dùng cho quân đội cho nên là nó khá là cơ động luôn. Dây của nó thì dai. Đấy, nói chung là dùng chả bao giờ hỏng cả. Chán thì vứt đi, cũ quá thì vứt đi mua khác thôi. Mà giá thì nó gọi là quá bèo bọt rồi các bạn. Đó, 80k. Lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đó, thắt lưng dù, giá của nó sẽ là 80k trên một chiếc này. 80k thêm một chiếc như này không nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng dù. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy, con này thì bên shop đang bán là 200. Đấy, đợt này về cho bác giá là 180.000. Đấy, nhưng mà riêng trên video ngày hôm nay thì về cho các bác cái giá còn tốt hơn nữa. Đấy, giá của nó sẽ là 170k nhá. 170k cho con súng thư giãn như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn, giá của nó sẽ là 170k thôi. 170k cho con súng thư giãn như này, giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Giá này là giá tri ân các bác nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu súng như này, một cái đầu súng như này, kèm thêm cho các bác là bốn đầu massage khác nhau. Bốn đầu massage khác nhau. Con này chạy thì cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Chạy cực kỳ khỏe luôn. Đó, đây các bác, khi các bác bật thì giữ lì cho em, tắt bật là giữ lì các bác nhá. Và tăng giảm số thì mình cứ nhấn đều này sẽ tăng giảm số này, nó sẽ có 6 cấp độ này. Đó,
chạy khá là khỏe luôn mới nhá. Đó. Chạy khá là khỏe luôn. Đấy, đây. Đấm vào các cái bắp cơ các bạn này, rung cơ lên luôn các bác nhá. Đó, rung các bắp thịt lên luôn. Đó các bác thấy không? Đó. Nói chung là con này giá 170.000 mua quá được các bạn. Các bác mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trong gia đình nhà mình. À, bà đấm cho ông đấm cho bà, ông bà đấm nhau các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Lên mã cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, con này trước em còn đang bán là 250.000 cơ. Nhưng mà đợt này hàng nó về giá số lượng và về rất giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ mũi khoan tháp các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ mũi khoan tháp này. Bộ này của nó thì sẽ là 180.000 cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là tới 5 mũi tất cả các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Unica của Nhật nhá. Đấy. 5 mũi to nhỏ lớn bé khác nhau. Đầy đủ các kích thước các bác để các bác lựa chọn nhá. Đây. Hàng thương hiệu Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì các bác khoan sắt, khoan thép, khoan inox, khoan trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt đều ok hết nhá. Đấy. Khoan sắt, khoan gỗ, khoan thép, khoan inox, khoan nhôm kính đều được hết nhá. Đó. Giá thì chỉ có 180.000 cho bộ 2 4 5 mũi như này. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp nhá, hàng thương hiệu Unica Japan con này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Giá thì sẽ là 180k. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp, bộ 5 mũi khoan tháp các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Các bác dùng thì bác nào làm thợ làm nghề biết rồi. Bắt buộc phải có cái này dùng nó mới tiện dụng và đa di năng được nhá. Lên cho em là bộ 5 mũi khoan tháp các bạn. Đó. Giá sẽ là 180k theo bộ 5 mũi khoan tháp như này. 180.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox các nhá. Đấy. Lên cho em là đũa inox này. Đấy, đũa inox như này. Bao gồm cho các bác một hộp này sẽ là 5 đôi. 5 đôi nhá. Đấy, một hộp này sẽ là 5 đôi. 2 4 10 2 4 6 8 10. 5 đôi đũa như này. Hàng đũa inox 304, hàng cực kỳ dày dẫn, không lo bị trơn trượt nhá. Đây Su 304 các bác này. Đấy, Su 304 hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Hàng này thì của nó sẽ là hàng Đức xuất Nhật nhá. Hàng Đức xuất Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55k. 55k cho một hộp đũa 5 đôi như này. 55.000 nhá. Giá quá rẻ luôn các bác. Đó, 55.000. Cho hộp đũa 5 đôi nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Các bác lên cho em là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Đó, đèn sông này. Đấy. Tinh dầu này. Đuổi muỗi. Đấy, cái này thì nó đuổi muỗi đi hết luôn. Đuổi muỗi hoặc là muỗi có con thì nó sẽ bị dị ứng và nó chết các bác nhá, hoặc là đuổi nó đi. Đấy, đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Nó sẽ có cho các bác là hai lọ tinh dầu như này. Kèm theo các bác là hai lọ tinh dầu. Hàng này thì cực kỳ an toàn cho bà mẹ và trẻ em luôn. Đó, hàng này của nó xuất đi cả Ả Rập các kiểu đây các bác này. Đấy, chữ Ả Rập đây. Đó, an toàn cho bà mẹ và trẻ em nhá, chuyên để đuổi muỗi nhá. Đấy. Thì về nhà các bác xoáy cái lọ tinh dầu vào đây cho em. Xoáy cái nắp của lọ tinh dầu ra. Đó, sau đó thì mình xoáy vào đây. Các bác xoáy cho em cái nắp trắng này ra, bỏ cái nắp trắng này đi. Đó, các bác bỏ cái nắp trắng này đi, xoáy trực tiếp vào cái đèn sông tinh dầu này. Sau đó thì các bác bật lên cho em. Đó. Các bác cứ bật lên cho em. Đó, bật công tắc lên là nó sẽ tự hút tinh dầu nó đẩy ra nhá. Và con muỗi nó sẽ dị ứng, nó sẽ bay đi thôi. Đấy, hoặc là nó sẽ có con thì nó sẽ bị chết cơ nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là muỗi nó sẽ dị ứng với cái mùi tinh dầu này mà nó sẽ bay đi. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 các bác nhá. Không thể tin nổi luôn. Một đèn và hai tinh dầu như này mà giá chỉ có 80k thôi. Đó. Bên shop thanh lý được cái giá nó khá là tốt cho bác luôn. Đèn sông tinh dầu đổi muỗi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho một cái bộ đèn sông tinh dầu đổi muỗi như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ V46 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là V46. Đấy, một cái bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đâu đó vào khoảng là trên 40 chi tiết coi nhá. Trên 40 chi tiết cho một cái bộ như này. Đó. Trên 40 chi tiết và khá là đẹp luôn các bác nhá. Khá là đẹp luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 12 đầu vít này, 12 đầu vít khác nhau. Cộng với lại một tay công, một tay xoáy vít nhá. Tay này gọi là tay xoáy vít các bác này. Đấy, tay xoáy vít đây. Đấy, tay xoáy vít các bác có thể lắp mũi vít vào đây để mình xoáy này. Đấy, để mình xoáy tô vít này các bác này. Đấy. Hoặc là các bác có thể lắp cái đầu lục giác vào đây, lắp cả đầu lục giác vào đây cũng ok để mình xoáy cái đầu lục giác này, rất là ngon luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái tay xoáy nhanh này. Tay xoáy nhanh như này, các bác chỉ cần sập này là xong. Đó. Sập này để mình xoáy này. Khá là ok luôn nhá. Đấy, sập này là xong. Đó, xoáy nhanh đảo chiều được luôn nhá. Con này cả xoáy nhanh cả đảo chiều được luôn, rất là ngon. Đấy. Nó sẽ có cả cho các bác là tay nối dài như này. Kèm thêm cho các bác là cái tay nó gọi là cái tay này nó sẽ là cái tay ngoằn nghèo này để các bác đưa vào vị trí khó này. Đấy.
một cái bộ vít như này mà giá là bao nhiêu các bác? Đây, chọn bộ sản phẩm như này, 12 đầu vít cho một bên là 24 đầu vít, 2 4 6 8 10. Tức là 20 đầu vít này, 2 4 6 8 10 11, 22 cái đầu vít như này cộng với lại đầu khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các tay công người tay nối dài như này. Chọn bộ sản phẩm như này. Các bác lên cho em là V46 nhá, V46. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hạt rẻ luôn. Lên cho em là V46 này, giá sẽ là 130k nhá. Không thể tin nổi luôn. 130.000 cho một cái bộ vít 46 chi tiết như này. Lên cho em là V46, giá sẽ là 130k. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao này. Con này thì cũng khá là đa dụng luôn. Các bác có thể dùng để hấp bánh bao này, hấp đồ ăn này, hoặc là các bác dùng để đựng hoa quả cũng được. Đây. Đấy, đựng hoa quả rất là ok nhá. Đây nó dùng để đựng hoa quả này. Đó. Bên này thì nó dùng để hấp bánh bao này. Đó. Lên cho em là khay hấp bánh bao, giá sẽ là 50k. Đó. Khay hấp bánh bao. Khay hấp này. Bánh bao. Bánh bao nhá, giá của nó sẽ là 50k cho cái khay hấp bánh bao như này. 50.000 thôi các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. 50.000 cho khay hấp bánh bao như này. Giá rất là tốt cho bác luôn nhá. Đó. Giá rất tốt cho bác luôn. Đó. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mặt hàng của bên shop. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc bom hàng nhá. Shop về rất nhiều mã hàng mới luôn. Thì em lại tiếp tục lên để gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái cối xay 2 lít hàng của thương hiệu Food các bác nhé. Hàng thương hiệu Food. Hàng này thì khá là nổi tiếng rồi. Bên shop bán khá là nhiều rồi các bác nhé. Đấy. Một con cối xay 2 lít như này các bác này. Đó. Hàng nguyên đai nguyên kiện mới tinh. Chưa qua sử dụng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm luôn các bác nhé. Đó, các phụ kiện đi kèm đầy đủ các bác luôn. Và đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Con này thì nó sử dụng điện 220 bình thường nhá, điện 220 bình thường. Đây. Đấy. Đầy đủ cho bác luôn nhá. Về nhà thì các bác kết nối cho em cái phần cái ốc này, cái ốc này vào cái phần cái đít này nhá. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Ở đây nó sẽ có một cái đầu núm như này. Thì các bác quặn vào cái đít này thôi. Đấy. Và kết nối vào cái đít này cho em này. Đó. Kết nối vào cái đít này nhá. Đó, nó sẽ có một cái ốc kết nối vào đây. Nó là cái trục để cho các bác giữ khi mà mình sử dụng cái nồi này. Đây. Để nó giữ cái cánh quạt này các bác nhá, giữ cái cánh chém này các bác này. Đấy, cho vào đây đi. Đó. Về nhà các bác lấy tô vít các bác quặn chặt vào. Đấy, như này. Đấy, như này, sau đó thì mình bắt đầu mình sử dụng thôi. Đấy. Thì cắm điện là xong, cắm điện là xong nhau nhá. Đó. Nó sẽ có số 1 và số 2. Thì đây em sẽ test thử cho bác xem luôn. Thì em sẽ xay cho bác xem đá nhá. Đó, đây. Đấy các bác. Đó. Đấy, quay nhá. Đấy, số 1, số 2. Đây. Đây là cái đá viên của bác này. Đá viên này thuộc loại là khá là rắn rồi các bác nhé, khá là rắn rồi. Đây. Đó, đổ cho bác xem nhé. Đấy, đá viên. Đấy, đá nó kêu con đấy, các bác nhé. Đó. Nói chung là đá viên là loại là rất là rắn rồi. Test máy là cứ test đá viên này là ok nhá. Đấy, đây. Cắm điện vào này các bác. Đó. Khi các bác xay thì giữ chặt nút cho em và mình nhấn nhá nhá. Đó. Có hai số 1, số 2 nhá. Đấy. Khi mình xay thì mình nhấn. Chưa đến 30 giây là em đã xay cái đá nó đã tát nát tan rồi các bạn này. Đấy, đá tan ra luôn các bạn theo đây. Đấy, các bác có thể dùng để xay đá này, xay thịt, xay các loại ngũ cốc này. Đây các bạn này. Đấy, chưa tới 30 giây là em đã xay nó đã nát tan ra như này rồi các bạn này. Đấy, các bạn theo đây, đã nát hết rồi các bạn này. Đó, các bạn theo, rất là ngon luôn nhá. Đó thì con này các bác dùng rất là tiện để xay thịt, xay cá, xay cua, xay tôm, rồi xay các loại nguyên liệu đều ok hết nhá. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là nó sẽ có số 1 và số 2 các nhé, nó sẽ có số 1 và số 2. Đây, khi các bác nhấp số 1 và số 2 này. Con này thì công suất của nó sẽ là 200W này, 200W, dung tích là 2 lít, sử dụng điện 220V, 220V đến 240V nhé. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đấy, cối xay inox. Giá sẽ là 150.000 cho con cối xay inox như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là cối xay inox, giá sẽ là 150k các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cối xay inox nhá. Đó, cối xay inox này.
cối xay inox giá của nó sẽ là 150k nhé, 150k cho con cối xay inox như này. Đấy, cối xay inox 2 lít nhé, 2 lít. Con này dung tích của nó là 2 lít mà, giá sẽ là 150k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc của Đức nhá, ấm siêu tốc của Đức. Hàng này thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh này, Pháp này, đấy, New Zealand này, Hàn Quốc này, nói chung là hàng này của nó thì hàng xuất đi rất nhiều nước luôn. Đó, rất là chất lượng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con ấm siêu tốc như này nó sẽ bao gồm cho các bác là một ấm, một cái lõi lọc và một cái đế ấm như này để các bác đun nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đây, bộ sản phẩm của nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái lõi lọc như này. Đây, có cho các bác một cái lõi lọc như này các bác nhá. Đấy, một cái lõi lọc như này. Để về các bác có thể là cho các cái loại nguyên liệu như là trà, cà phê rồi là ngũ cốc cũng biết các bác cho vào đây chưa? Đấy, hoặc các cái loại lá này mình uống cho vào đây. Đấy, sau đó thì mình cho nước vào đây là cắm phát là nó sôi luôn các bác nhá. Đấy, cắm phát là sôi luôn. Và cái này thì nó sẽ có đèn báo các bác nhá. Đây, đấy. Bật công tắc lên thì nó sẽ có cái đây, bật cho các bác xem này. Đấy, nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này nhá. Đấy, khi mình bật đun thì nó sẽ có cái đèn báo màu xanh này các bạn. Đó. Rất là tiện luôn và có công tắc đóng ngắt nhá. Đó, nó rất là tiện. Các bác cứ cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc vào đây, mình đun sau đó thì mình bỏ ra là xong đây. Đấy, cái ấm này của nó thì khi các bác bóp vào thì cái lẫy nó tụt vào như này. Đó, rất là ngon nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, có công tắc ở đây này. Bật lên là nó sẽ có đèn báo màu xanh đây này. Đấy, có đèn báo màu xanh luôn nhá. Đây, có đèn báo màu xanh luôn. Nó sẽ rất là tiện các bạn. Đó. Và nó sẽ có dơ le tự ngắt nhá. Giá thì sẽ là 290k. Con này dung tích của nó sẽ là 1,8 lít nhá. Mắc của nó sẽ là 1,8 lít. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Ấm này. Ấm Đức cũng được. Ấm Đức giá của nó sẽ là ấm Đức siêu tốc này. Đó. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290k bao ship tận nhà, nhận hàng test thử và thanh toán nhá. Con này thì nó sẽ là đây, có thông số đầy đủ cho các bác luôn. Công suất của nó sẽ là 1,8 lít này. Đấy, 1,8 lít là mắc là 1,8 lít này. Đây, hàng xuất đi rất nhiều nước này, Hàn Quốc, Nhật Bản các kiểu con là điều luôn này. Đó. Và con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220 đến 240 V này. Đấy. 220 đến 240 V nhá. Đó. Rất là ok luôn. Rồi. Giá sẽ là 290k nhá. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá sẽ là 290.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là kia bình giữ nhiệt các bác này. Đấy, bình giữ nhiệt đây. Thì các bác lên mã giúp cho em là bình du lịch nhá. Đấy, bình du lịch. Cái này thì nó khá là nhiều các cái màu khác nhau. Nó khá là nhiều màu nhá. Cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy. Bình du lịch nhá. Các bác lên xem là bình du lịch. Con này thì bên em đang bán là 100k. Đấy. À bình thể thao. Các bác lên mã cho là bình thể thao nhá. Con này thì nó rất là nhiều màu. Đấy, con này thì khá là nhiều màu luôn thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây, con này thì nó sẽ là giữ nóng giữ lạnh luôn. Hot cô này, đấy. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhá. Đấy. Sẽ có một cái nắp như này này. Tiếp theo là một cái lưới lọc này các bác nhá. Đó. Su 304. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Các bác lên xem là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, nó sẽ có mấy màu cơ. Nó sẽ có mấy màu thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Tại vì màu nó cũng linh tinh lộn xộn đấy các bác này. Đấy, màu này này. Đấy, rồi nó sẽ có thêm cả cái màu màu ghi, màu viết nó lung tung màu tất cả. Nó về theo lô cho nên các bác cũng thông cảm đây. Màu đỏ ghi nói chung là nó chủ yếu là hai cái màu này. Chủ yếu hai là cái màu này, nó có thêm một cái màu dạng như cái màu đỏ ghi gì nữa các bác nhá. Đó, đây. Đấy, chủ yếu là hai màu này thôi. Chủ yếu hai màu này các bác nhá. Thì cái shop đang gửi tới các bác cái giá là 100. Đợt này thì về cho bác giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con bình như này các bác. Đó, một con bình 1 lít như này. Đấy. Chủ yếu thì nó sẽ có hai màu này thôi. Màu đỏ đen và màu tím này. Đấy, màu tím hồng này các bác này. Đó. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Hàng inox 304. Lên mã cho em là bình thể thao nhá. Đấy. Su 304 các bác này. Hàng rất đẹp luôn. Inox 2 lớp nhá. Inox 2 lớp bên ngoài thì sơn tĩnh điện rất là đẹp, nắp niếc dày dẫn chắc chắn. Các bác có thể dùng để cho trẻ em đi học này. Đấy, đi học hoặc là mình đi làm hoặc đi công tác đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Giá sẽ là 90k. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhá.
bình thể thao. Giá của nó sẽ là 90k một chiếc nhá. 90k trong chiếc bình thể thao như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. 1 lít các bạn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1 lít. Tha hồ các bác sử dụng luôn. Đó, rất là ok luôn. Đây. Dung tích của nó 1 lít này. Giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng, khá là ok luôn các nhá. Đó đây. Đấy, rất là ok luôn. Đó. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó. 90k trong con bình như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90k nhá. Lên cho em là bình thể thao, giá sẽ là 90k. Đó. Rồi sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái võng của thương hiệu võng xếp nhá. Đó, tên tiên là võng xếp này. Con này thì các bác có thể dùng mình sử dụng để mình nằm chơi hoặc là nghỉ ngơi xem tivi đều ok hết nhá. Đấy, võng xếp Minh Đức. Con này thì chiều dài của nó khoảng trên 2m và chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi 70-80cm gì đấy các bác nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Võng xếp. Các bác lên trên là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 160.000. Đó. Lên trên là võng xếp này. Đó. Võng xếp giá của nó sẽ là 160k. Con này nếu các bác mua mà họ bán dọc đường cho các bác là toàn 200-300.000 hết đấy nhá. Chứ không có trên 100 như này đâu. Căng ra cho anh tí. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là hơn 2m các bác. Chiều dài khoảng hơn 2m. Và chiều rộng thì khoảng là 80cm. Đây các bạn này. Đấy. Ưu điểm của con này khi mà các bác nằm ấy là nó không bị co cái võng nó thắt nhỏ lại. Mà cái này nó có cái thanh này nó đan đều ra rồi. Cho nên lúc nào cái võng nó cũng ở cái chế độ mở như này. Đấy, cho nên mình nằm nó cảm giác rất là thoải mái và thư giãn. Và võng này là thuộc dạng là võng to. Nếu mà tính tất cả chiều dài của nó thì phải khoảng hơn 2m. Đấy, đo xem. Đo đầu bên gạch, đầu bên gạch. Đấy, cho vào đầu bên gạch ấy đi. Đầu bên gạch ấy. Khổ, đầu bên kia. Cho vào chỗ mép này rồi. Đấy. 3. Khoảng 2m các bác nhá. Đấy, chiều dài của nó khoảng 2m. Rồi, ok. Đó, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Đây thì nó rộng như này. Bề rộng của nó thì vào khoảng là 70-80 gì đấy các bác nhá. Đấy, cũng khá là rộng luôn. Đó, thì nói chung là con này mà nếu mà banh như này thì nó phải rộng khoảng cả mét luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung là rất là dày dẫn. Nó là thuộc dòng là dòng hai lớp nhá. Hai lớp và thuộc nó thuộc dạng là cước các bạn. Đấy, nó thuộc dạng là vải dù như này. Thì thứ nhất là thoáng khí này, thứ hai là độ co giãn đàn hồi rất là tốt. Dùng thì cực kỳ là thích luôn. Đó. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Khách hàng cũng đánh giá rất là tốt, có người mua 2-3 chiếc luôn. Đó. Thì nó rất là tiện, nhà có trẻ nhỏ này hoặc là ông bà già hoặc là những người ta thích nằm võng, hoặc nhà các bác có vườn cây ao cá. Đấy, bác ra nằm, đặc biệt là miền Bắc đang mất điện như này thì các bác mang võng ra ngoài nằm rất là mát. Lên cho em là võng xếp nhé. Giá của nó sẽ là 150.000 cái võng xếp như này, 150k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sạc ắp quy nhá. Sạc ắp quy thì cái mẫu mới này về thì nó chỉ sạc được cái bình 12V thôi các bác nhá. Đấy, mẫu mới này là mẫu này chỉ sạc được bình 12V thôi. Đó. Mẫu này chỉ sạc được bình 12V và dung lượng của nó 6A nhá, 6A. Sạc bình 12V. Đó. Sạc bình 12V nhá. Sạc bình 12V này. Đó, sạc bình 12V thôi các bác nhá. Đó. Con này thì chuyên để sạc bình 12V thôi. Đó. Thì hôm trước em có cái loại mà sạc bình cả 12 cả 24, nhưng cái mẫu đấy thì em hết rồi. Đấy. Thì ở đây của nó sẽ là sạc được bình 12V thôi nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 190k. 190k cho con sạc bình ắp quy 12V như này. Đấy, thì đây em sẽ khui ra cho các bác xem. Nó sẽ là một cái dạng, con này thì nó cũng là hàng của thương hiệu Foxer. Foxer này thì nó sẽ là hàng rất là nổi tiếng luôn và nó xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy. Ở đây thì nó cũng đầy đủ cho các bác luôn, tính năng là chống sun phát này, khử sun phát rồi chống đảo chiều các kiểu, con là điều luôn, nói chung là đầy đủ hết nhá. Đấy, những cái đầu kẹp đầu kiếc của nó rất là chất lượng luôn con này. Đó. Bây giờ thì nói chung là mùa hè mất điện cũng nhiều, nhà dùng áp quy để chúng ta sử dụng cái quạt điện thì các bác dùng con này để sạc vào cũng rất là ok thôi. Đó. Hàng cũng cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn nhá, có quạt tỏa nhiệt các thứ đâu ở đấy này. Đó. Lên mã giúp cho em là sạc áp quy nhá. Đó, lên mã cho em là sạc 12V. Đấy, bên em có cả loại sạc 24. Nên là các bác lên đúng tên cho em nhé. Con này là sạc 12V. Sạc 12V này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho con sạc 12V. Đó. Còn con sạc cả 12 cả 24 thì giá của nó sẽ là 290 các bác nhé. Còn con này thì sẽ là 190.000. Lên mã giúp cho em là sạc bình 12V nhé. Sạc bình 12V. Đó.
sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng của nhá, đuôi đèn cảm ứng đây. Thì nó sẽ là một cái dạng đuôi như này và về nhà các bác chỉ cần việc là đấu điện 220 vào bình thường, sau đó thì các bác xoáy cho em bóng đèn vào đây, xoáy bóng đèn vào đây, có nó sẽ có cái mắt cảm biến này, có người đi qua thì nó sẽ tự sáng và hết người đi qua thì nó sẽ tắt, rất là tiện dụng. Đây em sẽ test thử cho bác xem, về nhà các bác chỉ đấu đèn mà là xong thôi. Lên theo là đuôi đèn cảm ứng nhá, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Đuôi đèn cảm ứng. Lên theo là đuôi đèn cảm ứng nhá, đó, đuôi đèn cảm ứng này, đuôi đèn cảm ứng, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 90k nhá, đấy, 90k trong cái đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, em sẽ có thực tế cho bác xem luôn, để em đi đến chỗ cái đèn cho em nhá. Đấy, đây, hàng của bên shop thì khá nhiều luôn các nhá, đa dạng mặt hàng, mẫu mã chủng loại để gửi tới các bác. Đó, đây. Thì đây là chỗ cái hành lang này là em có lắp một cái đuôi đèn này, đó. Thì cứ đi đến nơi là nó sẽ sáng nhá. Và con này thì nó sẽ để cho các bác là ví dụ như chế độ là đấy, nó sáng ở đây các bác nhá. Đó, đây cái đuôi đèn kia các bác này, đó. Nó sẽ để cho các bác chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây thì tùy theo các bác muốn để bao nhiêu thì để các bác nhá. Đó, muốn để bao nhiêu thì để thì 5 giây, 15 giây, 45 giây thì cứ đi qua là nó sẽ sáng hoặc tắt thôi. Nó rất là tiện dụng các bác nhá. Đó. Một lúc nữa là nó sẽ tự tắt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. 90k một con các bác nhá, 90k một con. Đấy, một lúc nữa thì nó sẽ tự tắt các bác nhá. Nó sẽ có chế độ là 5 giây, 15 giây và 45 giây. Và mình có thể để chế độ là ban ngày, ban đêm hoặc là mình sẽ để 24 giờ. Nó có 3 chế độ như vậy các bác nhá. Rồi, ok. Đấy, nó tắt rồi các bác nhá. Ok chưa? Hello, vâng là em Huấn Phạm này các bác nhá. Em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Bác nào gần cơ sở bên em, gần nhà bên em thì có thể qua xem và mua hàng các bác nhá. Đó. Thì bên shop lại tiếp tục về một số mã hàng mới thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá và một nút đăng ký kênh. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn các nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy, yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy, cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá. 750k, đó, 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy các bác nhé, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy,
Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn các bác, nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Giá rất đẹp cho các bác luôn. Các bác mua hàng thì nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo và đặt mua cho em. Đấy, ok cho các bác. Đấy. Đấy, các bác lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, cọc trước 200k thì bên em mới đi đơn. Giá sẽ là 750.000. Còn lại là các bác là chuyển khoản hết thì giá siêu tốt cho các bác luôn, giá chỉ có 700.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo liên quan đến cái đồ dùng nhà bếp thì đó là cái tẩy xanh các bác nhá, tẩy xanh. Con này thì khá là tiện dụng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái loại chất tẩy nó bằng kem xanh như này, bằng kem như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác đánh trực tiếp lên các cái bề mặt của xoong nồi các thứ. Nó sẽ giúp tẩy rất là tốt cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tẩy xanh như này. Giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000.
các bác lên cho em là tẩy xanh nhá, tẩy xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 25k. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Tẩy xanh con này em đang bán là 30.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Lên mã tiếp cho em là tẩy xanh, giá sẽ là 25k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mọi người cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xong rồi đã. Lên mã giúp cho em là tẩy xanh nhá. Con này thì giá sẽ là 25k có nhá, 25k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là kia kéo vàng có nhá. Có lên cho em là kéo vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một con kéo vàng thép SK5 như này. Đấy. Hàng của Nhật đây, Japan có nhá. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn các bác. Đấy, giấy bóng như biết các thứ này, cắt rất là ngon luôn nhá. Giấy bóng này, đấy cắt rất là ngon luôn các bạn. Đó. Con này thì các bác dùng trong nhà bếp rất là ok, nhà nào thì cũng có phải bếp, có bếp phải dùng có nhá. Đó. Cắt giấy bóng miếc cực kỳ là ngon luôn. Đây các bạn này. Đó. Cắt giấy bóng miếc rất là ngon luôn. Các bác theo. Đây. Đấy. Giấy bóng siêu mỏng mà nó cũng cắt rất là ngon các nhá. Đó. Đây các bác theo. Cắt rất là ngon luôn. Con này của nó thì nó sẽ là thép SK5 không gỉ nhá. Đây, thép SK5 các bác này. Japan này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, 40 cành cho một con kéo thép SK5 như này. Lên cho em sản phẩm đó là kéo vàng nhá. Lên cho em là kéo vàng này. Đó. Kéo vàng. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000 cho một chiếc kéo vàng như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Những cái phần cán, phần kiếc này đều của nó đều bằng hợp kim hết. Các bác nghe cái tiếng nó kêu là các bác đã thấy thích rồi. Tất cả đều bằng hợp kim chứ không phải bằng nhựa nhá, bằng hợp kim. Cán kiếc là bát ốc vít cái thứ rất là chắc chắn luôn, dùng sạch sẽ ngon lành nhá. Đó, không gì nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k. 40k cho một con kéo vàng như này. Lên cho em là kéo vàng, giá của nó sẽ là 40k nhé, 40k cho một con kéo vàng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây các bác nhé, mic dây hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó thì nó sẽ là một cái dạng mic bao gồm cả mic cả dây và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250k. Đấy, mic và dây đều là hàng của Nhật hết, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan cả mic cả dây luôn. Đó. Thì bên em bán theo combo mic dây như này, giá của nó sẽ là 250k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy. Lắp vào cực kỳ là ngon luôn. Hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan. Chữ khắc chìm trực tiếp trên thân luôn nhá. Đấy. Đầu mic, đầu miếc cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, các cái đầu kết nối cái đĩa của nó nói chung là hoàn hảo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đây các bác này. Đấy, đầu thân mic của nó đây. Con này thì nó quá là đẹp luôn các bạn, chấm hết luôn, khỏi về bàn luôn các bạn này. Đó, đây, những cái lỗ dập của nó cực kỳ là chi tiết và sắc nét luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị giá rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho em là mic dây nhá, công tắc công giếc tanh tách cực kỳ là ngon luôn. Đầu lọc các thứ này, dây thì của nó sẽ là dây siêu mềm luôn nhá, dây siêu mềm luôn. Mic nhỏ gọn, âm thanh nghe trầm ấm chắc tiếng, em đã bán khá là nhiều rồi. Đấy, dây rất là mềm luôn nhá, đều là hàng nội địa của Nhật hết này. Made in Japan hết các bác nhá. Đó đây. Made in Japan nhá, kể cả từ dây đến mic nhá, đều là made in Japan hết này. Đó. Các bác lên cho em là mic dây nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đấy, lên cho em là mic dây này, đó, mic dây nhá. Đó. Lên cho em là mic dây, giá sẽ là 250k. Đó, 250k và bao ship cho con mic dây như này. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là
nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông cũng nhá, pin li-ông như này đó, một quả pin như này các bác này. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này, đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá, đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết, đó. Đây, lắp đầu vòi như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này, các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này, xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em, đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này, đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này, đó. Phương, cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho này. Đó, bóp cho nó, bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đấy, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nước cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thả hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn, các bác thấy không? Xịt rửa xe này, rửa xe, đấy rất là mạnh nhá, áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này, thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy, nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này, đấy, tưới cây. Đây, con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó, các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao là mình tưới cây rất là tiện, không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó, xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bạn thấy không, xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn, khá là ok các bạn nhá. Đó, đây các bạn này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok.
Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop về một lô cái đồ thiết bị vệ sinh cao cấp hàng nội địa của Nhật, thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con sen cây nhá. Con này thì nguyên cái củ này của nó thì nó nặng khoảng là đi 2,5 cân các bác nhá, khoảng 2,5 cân đến 2,6 cân. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp như này các bác này. Đây. Đấy, Osaka Japan các bác này, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật, chính hãng luôn, khắc trực tiếp trên thân như này các bác này. Đó. Hàng thương hiệu Osaka Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây thì nó sẽ bao gồm là một con củ to như này các bác này, một con củ to. Thì về nhà các bác kết nối cái phần củ vào đây cho em này. Đấy. Nói chung là cái này về nhà các bác không biết lắp thì các bác cứ gọi thợ điện nước nó đến nó lắp cho nó tiện nhá. Đấy, đây. Kết nối cái củ này vào đây này. Đấy, là xong này. Đó, sau đó thì các bác sẽ kết nối cho em cái phần vòi sen này. Vòi sen tay này, nó sẽ có hai cái sen nhá, một cái sen tay này, một cái sen tay như này nhá, một cái sen tay như này. Kèm thêm cho các bác là một cái sen to đây. Một sen to này nhá, sen to này thì nó sẽ là có 64 cái 88, nó có 64 cái tia nước ra như này để các bác tắm và massage này. Ở đây thì nó sẽ có cái lưỡi cài như này các nhá, có cái lưỡi cài như này. Và các bác có thể thả lên thả xuống này. Và cái đầu sen này thì các bác cũng có thể nâng lên tụt xuống được, cái cây này nó khá là cao. Đấy, cho nên là nâng cao lên được 1m8, 2m tắm rửa thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 1.350.000 cho một con sen cây như này nhá. Các bác lên cho em là sen cây nhá, giá sẽ là 1.350.000. Đấy, sen cây này. 1.350.000. Yêu cầu các bác là phải cọc trước 200 nhá. Đó. Cái này là hàng nó rất là cồng kềnh và dễ vỡ. Cho nên là yêu cầu các bác là cọc trước 200. Cọc trước 200 nhá. Đó, cọc trước là 200k. Đấy, cọc trước 200k thì bên em sẽ đi hàng. Còn ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết thì bên em tính cho các bác là 1.300.000. 1.300k. Các bác cứ chuyển khoản hết cho em 1.300.000 là các bác nhận hàng là xong. Tiền ship con này nó mất khoảng 200.000 rồi, cho nên là yêu cầu các bác là cọc đủ cái tiền ship thôi để tránh cái việc hàng gửi đi gửi về là bên em mất cái tiền ship oan. Đấy, mà đóng hàng đi hàng về là hỏng hết luôn, mất công đóng nhá. Các số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đó là cái mã sen cây nhá. Hàng bằng inox 304 siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Hàng này thì không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, không bắt nam châm. Bắt nam châm là chỉ có cái đầu cái ấy này thôi. Đầu cái vòi cái bát sen này thôi. Cái bát sen này nó rất là mỏng cho nên là nó phải tán thêm cả thép vào trên nó với bắt nam châm. Còn lại là tất cả những cái cây củ này các bác thử test thoải mái luôn. Không bắt nam châm các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các cái mẫu vòi này. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mẫu vòi của thằng con này thì bên em lên cho các bác đó là các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh thì con củ nóng lạnh này thì để các bác lắp vào cái đường chia của cái sen cây đấy. Nhưng mà mình không lắp sen cây thì mình có thể lắp trực tiếp cái củ nóng lạnh này vào, và nó có một cái đường nước như này để các bác lắp cái đầu vòi hoa sen vào đây là xong. Đấy, vòi sen tắm ở đây, đắp vòi sen tắm ở đây. Thì con này các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450k. Đấy, lên cho em là củ nóng lạnh này. Củ nóng lạnh giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000 và bao ship cho củ nóng lạnh như này. Con này thì hàng của nó cũng khá là nặng luôn. Con này của nó là nguyên cân nặng của nó là 1,1 cân các bác nhá. 1,1 cân này. Các cái phần kết nối của nó đều bằng đồng hết. Đều bằng đồng hết nhá. Hàng Osaka Japan này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, thương hiệu Osaka Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000 các bác nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh này. Giá của nó sẽ là 450k. Đấy. 450.000 cho một con củ nóng lạnh như này các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá bên em bán là 450.000 bao ship tận nhà. Còn bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua một con củ nóng lạnh mà xịn sò như này, giá không dưới 800 đến 1 triệu nhá, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Lên mã cho em là củ nóng lạnh nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi. Các bác lên cho em là vòi lavabo nhá. Đấy, lên cho em là vòi lavabo. Thì con này chuyên lắp vào chậu rửa mặt các bác nhá. Đấy, chuyên lắp vào chậu rửa mặt. Đấy, hoặc là chậu rửa bát thì nếu mà các bác nào mà thiết kế theo cái kiểu vòi này thì cũng vẫn lắp được. Thì em lên tên nó là vòi lavabo. Vòi lavabo, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 430.000.
Con này thì cân nặng của nó cũng là hơn 1 cân một chút nhé. Đấy. Thì con này của nó cũng chia ra làm hai đường nước đây. Một đường nóng, một đường lạnh nhá. Đây, hai đường nước này kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, qua theo. Đấy, các cái phần chân kết nối của nó là bằng đồng đỏ au hết luôn. Lên cho em là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá của nó sẽ là 430k nhá. 430k cho cái vòi lavabo như này. Con này thì cũng gần 1 cân 1, rất là chắc chắn luôn. Con này thì nó sẽ không có phụ kiện nhá, nó chỉ có như này thôi, không có phụ kiện. Đấy, vòi lavabo không có phụ kiện nhá. Không có phụ kiện. Đấy, các bác xem kỹ video cho em. Vòi lavabo và không có phụ kiện nhá, không có phụ kiện. Giá sẽ là 430.000 cho một con lòi vòi lavabo như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi lavabo rất đẹp luôn, kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, vòi lavabo. Sản phẩm tiếp theo đó là em lên cho các bác cái vòi tay đen nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi tay đen. Con này thì phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Một cặp dây cấp nước nóng lạnh này. Đấy, một cặp dây cấp nước nóng lạnh như này. Và một con vòi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 330.000 thôi. Đầu nước này thì sẽ chia ra làm là đầu một vòi và đầu hoa sen. Đầu một vòi, đầu hoa sen này. Các bác có thể ngoắt nghéo đảo chiều. Đấy, và có cả nóng lạnh cho bác luôn nhá. Có hai đường nước nóng lạnh nhá. Kết nối rất là ngon luôn. Và cái phần củ kết nối này của nó đều bằng đồng hết các bác này. Con này thì nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mua thì nó cũng không dưới 800 đến 1 triệu nhá. Đấy, không dưới 800 đến 1 triệu đâu. Đây, các cái phần kết nối của nó bằng đồng hết này. Đấy, khoảng 800 đến 1 triệu. Rẻ nhất thì nó cũng phải bán cho các bác là 700.000 cho một con vòi như này. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop và muốn về cho bác giá chỉ có 330.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tay đen nhá. Đấy, vòi tay đen. Con này thì chuyên dùng cho chậu rửa nhá. Vòi tay đen chậu rửa này. À, vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy, chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em, không lắm bác lại đặt không đúng tên thì nó mất công. Giá sẽ là 330k. Vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Con này chỉ lắp cho chậu rửa bát được thôi. Đấy, không nhiều các bác lại đặt vòi xong là không biết là về lắp vào đâu nữa, xong là đặt lộn xộn, đặt linh tinh hết cả lên. Đấy, thì các bác lưu ý cho em là vòi tay đen chậu rửa bát nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Vòi tay đen chậu rửa bát combo cho các bác đầy đủ phụ kiện chiếc đàng hoàng luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá. Vòi chậu rửa bát cứng. Cái này thì nó cứng như này, còn con kia thì nó lắt léo được. Con kia thì nó có lò xo, thế nên là các bác có thể ngoắt nghéo để đảo vị trí được như này. Thì con này là vòi tay đen chậu rửa bát này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá. Vòi chậu rửa bát cứng. Đấy. Thì nó hai con đều lắp vào chậu rửa bát cả. Lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000 và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Vòi chậu rửa bát cứng này. Con kia là nó là ngoắt nghéo, vòi chậu rửa bát cứng nhá. Để tránh nhầm với các loại vòi khác. Giá sẽ là 250k. Con này thì nó là cứng như này thôi. Nó cứng như này thôi các bác nhá. Đấy, còn con kia thì nó ngoắt nghéo được. Con này thì các bác có thể xoay tròn được thôi. Chỉ có xoay tròn được thôi các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 250.000, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy. Và nó cũng có các cái jack kết nối như này. Có cái jack kết nối như này con này. Đây. Đấy, con này jack kết nối của nó thì bằng inox thôi, chứ con kia thì nó sẽ là bằng đồng. Con kia thì bằng đồng, nó cao cấp hơn. Còn con này thì bằng inox nhá. Con này thì bằng inox thôi. Có jack kết nối như này và cũng có kèm cho các bác là một cáp để các bác dẫn nước này. Đấy, dây cấp nước nóng lạnh đầy đủ cho bác luôn. Đấy, con này cũng là nóng lạnh nhá, hai nguồn nước nóng lạnh về nhà các bác xoáy vào đây cho em. Sau đó thì xoáy vào hai nguồn nước nhà mình thôi. Nó rất khá là đơn giản, rất dễ sử dụng. Thì con này lên cho em là vòi chậu rửa bát cứng. Vòi chậu rửa bát cứng nhá. Đấy. Còn con kia thì nó sẽ là vòi chậu rửa tay đen. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác hai cái vòi chậu rửa mặt đây. Con này thì các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300. Con này bao nhiêu rồi? Hả? Cũng 300 à? Các bác lên mã giúp cho em là vòi tròn nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt, con này thì nó sẽ lắp vào chậu rửa mặt. Con này chỉ chuyên lắp vào chậu rửa mặt thôi. Đấy.
Các bác lên cho em là vòi tròn. Đấy, vòi tròn rửa mặt nhá, vòi tròn rửa mặt. Bên em có hai mẫu vòi tròn và vòi vuông. Thì con vòi tròn này sẽ là 320.000. Đấy, 320.000. Các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này. Vòi tròn này. Rửa mặt nhá. Đấy, vòi tròn rửa mặt. Giá của nó sẽ là 320.000 nhá. 320.000 cho cái con vòi tròn rửa mặt như này. Con này thì phụ kiện viết đầy đủ luôn, đầu kết nối rồi cáp nước đầy đủ như này. Đấy, các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt nhá. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là cái vòi vuông đây. Đấy, con vòi vuông này thì cũng kết nối các thứ đầy đủ luôn. Đấy, đầu kết nối con kia đầu kết nối bằng đồng, con này đầu kết nối thì gen thì bằng đồng, còn cái gen trên này thì bằng inox nhá. Vòng giết các thứ đầy đủ, cũng có cấp nước như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá, vòi vuông. Vòi tròn rửa mặt, vòi vuông rửa mặt nhá. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt. Đấy, nó sẽ có hai cái. Một cái là tròn, một cái là vuông thì tùy theo. Các bác lấy cái nào thì lấy, đều là hàng thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 không bắt nam châm các bác nhá. Đấy, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì con này của nó sẽ là bằng inox mạ chrome như này, mạ chrome bóng nhá. Mạ chrome bóng. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vòi tròn rửa mặt này, con này thì sẽ là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy, vòi vuông rửa mặt. Hai cái này chỉ lắp cho chậu rửa mặt được thôi nhá. Cho nên các bác lên đúng tên cho em. Hai con này là lắp cho chậu rửa mặt này. Cái này thì là vòi tròn rửa mặt, cái này vòi vuông rửa mặt. Đó. Con vòi vuông rửa mặt này thì sẽ là 350.000. Đấy. Lên cho em là vòi vuông rửa mặt này. Vòi vuông rửa mặt. Đấy, vòi vuông rửa mặt giá sẽ là 350.000 quá nhá. Đấy. Đơn hàng trên 200 là bên em đã bao ship rồi. Đó. Con này thì lên cho em là vòi vuông rửa mặt nhá. Đấy. Hai con. Một con vòi tròn, một con vòi vuông như này. Đấy, con vòi tròn thì là 320 và con vòi vuông là 350. Tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy, cũng rất là đẹp luôn. Những riêng những con này mà các bác ra ngoài mà mua thì đều là 5-700 hết nhá. Đều 5-700 hết. Chứ không có giá 300 đâu. Đó. Đấy thì hai con này nó sẽ là vòi chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi chậu rửa bát thì một con là vòi tay đen, còn một con là vòi cứng. Đấy. Vòi tay đen chậu rửa bát và vòi cứng chậu rửa bát. Các bác lên đúng tên cho em để tránh cái việc nhầm lẫn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác hai cái vòi nước thì nó sẽ có là các bác lên cho em là van xả thì hôm nay em sẽ lên cái tên cho nó chuẩn theo sản phẩm để tránh cái việc các bác bị nhầm lẫn. Đấy. Thì nó sẽ lên theo là van xả một đầu và van xả hai đầu. Thì đây. Đấy bên em sẽ có hai cái dòng như này. Thì các bác lên cho em là van xả một đầu. Đây, con này sẽ là van xả một đầu nhá, tại vì nó chỉ có xả ra một đường nước thôi. Gen của nó sẽ là gen 21 nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này. Đấy. Con này thì trước bên em lên tên nó là V21, nhưng bây giờ thì em sẽ đổi tên nó thành là van xả một đầu, van xả một đầu nhá. Đấy. Con van xả một đầu này thì sẽ là 55.000. Các bác lên cho em là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Giá của nó sẽ là 55.000 các bác nhá. Đấy, 55.000 cho một con van xả một đầu như này. 55.000 các bác nhá. Hàng inox 304M không bắt nam châm. Đó. Có các đầu vòi kết nối đàng hoàng. Tiếp theo là đến con van xả hai đầu. Con này thì nó sẽ có hai đầu nước như này. Đấy, lên mã tiếp theo là van xả hai đầu. Trước tên con này tên của nó sẽ là van đỏ. Nhưng bây giờ em sẽ tên cho nó theo sản phẩm cho nó dễ. Đó. Thì nó sẽ có hai đường nước xả ra như này. Thì các bác lên tên cho em là van xả hai đầu nhá. Van xả hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000. Đó thì tùy theo. Các bác muốn lấy cái loại một đầu cũng được, hai đầu cũng được, giá nó lệch nhau 20.000. Đó. Van xả hai đầu nhá. Đấy, van xả hai đầu. Giá sẽ là 75.000. Con này là van xả hai đầu 75.000 này. Đấy. Còn con này là van xả một đầu này. Van xả một đầu. Đây, con này là van xả chỉ có ra một đầu nước như này thôi. Giá của nó sẽ là 55.000. Và con van xả hai đầu này thì giá của nó sẽ là 75.000. Tất cả đều có gioăng hết nhá. Cái gioăng này các bác có thể xoáy ra để mình kết nối các cái vòi, các cái loại vòi khác được. Đấy, và nó rất là tiện, đều là bằng inox 304M như này. Giá thì khá là tốt cho bác luôn. Đó. Van xả có nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vòi xịt vệ sinh thôi nhá. Các bác lên cho em là vòi xịt vệ sinh. Thì ở đây bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, một cái con vòi xịt vệ sinh cao cấp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi xịt vệ sinh nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh này thôi. Bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 và kèm cho các bác là một cái giá đỡ nữa. Có ốc yếc các thứ đồng hàng. Về nhà các bác chỉ cần
kết nối vào đây cho em là xong này. Đấy, kết nối vào đầu vòi như này cho em. Đó, kết nối đầu vòi như này. Còn cái này thì các bác cấp với cái nguồn nước nhà mình thì nhà nào cũng có cái nguồn nước cấp chờ sẵn rồi. Đấy. Cái này thì cơ chế của nó sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Khi các bác sử dụng thì lúc nào mình bóp thì nó mới xả này, bóp thì nó mới xả, còn không thì nó sẽ tự ngắt. Hàng cũng của thương hiệu Osaka Japan đây. Đấy, Osaka Japan, rất chất lượng cho bác luôn. Inox 304 không bắt nam châm. Dây dài chống rối nhá, dây dài là chống rối cho các bác này. Dây dài chống rối. Đó, có kèm cho các bác cái giá đỡ này nhá, có kèm giá đỡ như này. Đấy, và có kèm cả ốc luôn, rất cẩn thận nhá, có cả kèm cả ốc không ấy luôn. Đấy, có kèm cả ốc không rỉ luôn. Đấy, ốc nilock luôn. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá, dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hai cái vòi sen tắm. Đấy, sen tắm thì cái mã đầu tiên đó nó sẽ là sen quạt nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sen quạt này. Đấy. Sen quạt tăng áp, cái này thì các bác lên tên cho em là sen quạt tăng áp. Đấy. Nó sẽ là dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 và kết nối vào cái đầu vòi sen như này. Con này thì các bác sử dụng nước nóng, nước lạnh thoải mái luôn. Đóng ngắt trên tay như này nhá. Các bác sẽ đóng ngắt trực tiếp được trên tay và có thể điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đó, và có cánh quạt cay quay giúp tạo tăng áp lực nước rất là tốt. Con này bằng nhựa nhưng có thể dùng nóng lạnh thoải mái nhá. Dùng nước nóng thoải mái luôn. Đó, con này các bác dùng nước nóng ok thoải mái luôn. Có cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, có cái video test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, cùng một nguồn nước mà dùng cái sen thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng con sen quạt tăng áp này thì nó cũng giúp tăng áp lực nước khá là tốt luôn. Rồi, ok. Thì các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Sen quạt tăng áp, giá sẽ là con này 100. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này. Không có giá đỡ nhá. Cái này là không có giá đỡ các bác nhá. Các bác lưu ý cho em luôn. Đấy. Sen quạt tăng áp 100k, không có giá đỡ các bác nhá. Không có giá đỡ đâu. Đấy, các bác lưu ý là không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen, các bác lên mã giúp cho em con này, nó sẽ là sen cao su nhá. Đấy. Em lên tên nó là sen cao su tại vì cái đầu vòi này của nó sẽ có cái cao su như này, giúp cho các bác kỳ cọ vệ sinh khi tắm này. Đấy. Và massage rất là tốt luôn. Các cái tia nước nó ra và có các cái nấc điều chỉnh để tăng giảm áp lực nước này. Đấy, tăng giảm áp lực nước đây. Cũng có đóng ngắt giúp tăng giảm áp lực nước này. Rồi có điều chỉnh các cái nấc chế độ này. Và có cho các bác là các cái đầu cao su như này, để khi các bác tắm thì các bác có thể massage kỳ cọ được luôn. Đó. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho cái sen cao su như này. Đấy, các bác lên cho em là sen cao su, giá sẽ là 130.000. Đó. Cái này cũng không có giá đỡ nhá. Đấy. Các bác lên cho em là sen cao su này. Đấy, sen cao su. Giá sẽ là 130k cho cái bộ sen cao su này nhá. Và không có giá đỡ nhá. Không có giá đỡ. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Không có giá đỡ. Rồi, ok. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m, 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá, nhân 2m đó.
giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn. Đó. Đây, màu xanh này các bác này. Màu xanh này, đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Đấy, 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá, 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối,
vuông, hai vỏ gối 60x40 và một vỏ gối ôm như này nhá, một cái vỏ gối ôm rất là to như này đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong, ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này, đấy, một gối ôm này, hai gối thường này, hai gối thường này, một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên trên là bộ chăn ga 5 món nhá, bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên trên là bộ chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món, giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên trên là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp, nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên trên là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên trên là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy, hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Hello các bác nhá. Ngày nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một lô hàng rất chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng của nhá. Đó. Hàng về số lượng. Đầu tiên lên cho bác đó là cái bút thử điện nhá, bút thử điện hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Bút này thì bên em lên tên nó là bút thông mạch các bác nhá. Đây, bút thông mạch này. Đấy, chạm vào nó sẽ sáng như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đấy các bác trông thấy không? Bò cho vào nước thoải mái luôn nhá, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đó, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Bút như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc như này. Đấy, bác nào lấy combo từ 2 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác giá 50.000 cho 2 chiếc như này các bác nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, thì đây nó sẽ là một cái dòng bút thông mạch nhá. Bút thông mạch này. Đấy, các bác chạm như này là nó sẽ lên này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đo điện này. Đấy các bác nhá, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy, thông mạch nhá, tức là có nước vào thì nó sẽ thông mạch và nó sẽ sáng qua đây. Đấy. Và theo nước thì nó dẫn điện mà. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 30k cho một con bút thông mạch như này nhá. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc này. Đó, hàng rất chất lượng để phục vụ các bác luôn. 30k cho một chiếc như này. Lên mã giúp cho là bút thông mạch nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Các bác nào lấy từ 2 cái trở lên thì giá sẽ là 50k. Đó. Lên trên là bút thông mạch này. Bút thông mạch nhá. Đó. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30k trên một cái. Đấy, còn là trên một chiếc nhá. Đấy, còn lấy 2 cái thì sẽ là 50k nhá. 2 cái thì sẽ là 50.000 cho 2 chiếc này. Đó, rất chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên trên là hộp mũi khoan đỏ, hộp nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, hàng cũng là của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, của thương hiệu Unica nhé. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan đa năng như này. Đấy, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tarogen nhé. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tarogen như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhé. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là dòng mũi khoan tháp này. Thép của nó sẽ là thép gió mạ titan nhé. Thép gió mạ titan, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là mũi từ 4 nhá, đều là mũi 4 hết. Đầu tiên là mũi 4 đến mũi nhỏ nhất là 4 đến 12 này. Mũi to nhất là 4 đến 32 này, mà mũi nhỡ là 4 đến 20 này. Và ba mũi tarogen cho các bác nhá. Ba mũi tarogen như này. Đó thì sẽ rất là ok cho các bác cho một cái combo như này. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là hộp màu đỏ như này. Hộp mũi khoan đỏ này, đó. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan này. Hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110k nhá, 110.000 cho một hộp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, đó, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Unica Japan thôi nhá, Unica Japan. Giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Đây. Cái bộ lục giác rất là tuyệt vời luôn, bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên trên là bộ lục giác này, hàng của nội địa Nhật này, hàng của thương hiệu Tajima nhá, Tajima made in Japan nhá. Đấy, Tajima made in Japan như này. Đấy, bộ này là nó sẽ là bộ lục giác 7 màu. Lên trên là bộ lục giác 7 màu nhá, hàng của Tajima này. Đấy, Tajima made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành thôi. Lên trên là bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác này, đó. Bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ lục giác 7 màu giá của nó sẽ là 90k nhá.
90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Giá của nó chỉ có 90.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 chi tiết như này nhá. 9 chi tiết như này, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, 9 đầu các bác nhá, 9 đầu như này. Nó sẽ có cho các bác là 1/5, 2, 2/5, 3, 4, 5 này. Đấy, rồi đây sẽ là 680. Đấy, 680. Bộ lục giác 7 màu đẹp miễn chê luôn nhá. Hàng thì đầu của nó một bên là đầu bi, một bên là đầu lục giác như này. Hàng cao cấp cho các bác luôn. Tajima made in Japan, chữ khắc nổi luôn nhá, chữ khắc nổi luôn. Hàng thương hiệu Tajima made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ lục giác 7 màu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi nhá. 90 cành cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Lên trên là bộ lục giác 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các cái lô kéo cắt gà nhá. Kéo cắt gà hàng của Đức. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây. Made in Germany bên này. Đó, made in Germany. Hàng của Đức, thương hiệu Winling, hay người hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho anh em là kéo cắt gà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k. Đấy, lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90 cành cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì hàng cực kỳ là ngon luôn. Hàng ngon, dày dẫn chắc chắn ngon lành cho bác luôn. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng ngon lành, dày dẫn chắc chắn và rất là chất lượng cho bác nhá. Rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hợp lý luôn nhá. Chỉ có 90.000 cho một con kéo gà như này. Hàng này nó sẽ là hàng đa di năng nhá. Các bác thứ nhất là cái phần hõm này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác có thể dùng cái phần này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này. Con gà 2 3 4 cân đều cắt ngon hết nhá, cắt rất là ngon luôn các này. Đấy. Ngoạm vào là mình có con gà là mình cắt thôi, không cần phải dùng thớt nữa, mất vệ sinh. Đấy, hàng của thương hiệu Winling nhá, Winling của Đức hay hình người đây. Made in Germany các này. Đó, đây. Made in Germany. Đó, chữ khắc chìm luôn nhá, made in Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là kéo cắt gà Đức nhá. Kéo gà Đức, giá của nó sẽ là 90k trong con kéo gà Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lô bơm 2T nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, bơm 2T. Hàng nội địa của Nhật, một con bơm chất lượng như này. Đấy, một con bơm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Santalay. Ở đây thì nó sẽ là một con bơm như này, kèm thêm cho các bác là các cái đầu bơm nhá, các đầu bơm như này. Các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng, rồi bơm các loại đều được hết nhá. Bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Đấy. Bơm thì rất là đẫy hơi luôn. Hàng thương hiệu Santalay Japan các bác này. Đó, Santalay, made in Japan cho bác luôn. Made in Japan, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn. Hàng chất lượng cho các bác nhá. Bơm 2T, sơn tĩnh điện như này. Đấy. Sơn tĩnh điện như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, khung xương sơn tĩnh điện dày dẫn chắc chắn. Xi lanh bằng inox như này, các bác có thể bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm được hết nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để con này thì dung tích của nó là lên tới 10 cân nhá, các bác có thể bơm được 10 cân luôn. Đây con này, đấy. Các bác xem đây, em giữ tay không mà cái lượng bơm nó lên 2 cân thì em bỏ ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy, giữ tay không lên 3 cân. Đấy, thấy không? Đây, thì một con bơm như này các bác lên cho em là bơm 2T nhá, bơm 2T. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là bơm 2T này. Đó. Bơm 2T giá của nó sẽ là 240k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 và bao ship tận nhà. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái dao dọc giấy quá nhá, dao dọc giấy đây. Đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy như này, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non và bên trong thì là nhựa cứng nhá. Đấy, một dao kèm một lưỡi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một cây như này nhá, 15k trên một cây như này. Đấy, còn bác nào mua từ 3 cây trở lên thì bên em tính cho bác cái giá là 40.000 nhá. Đấy, mua từ 3 cây trở lên thì sẽ tính cho bác cái giá là 10.000 một cây thôi. Đó, mua lẻ là 15.000, còn mua từ 3 cây trở lên thì giá sẽ là 10k một cây nhá. Đấy, 3 cây thì sẽ là 30.000. Đấy, thì các bác nên mua từ 3 cây trở lên, 3 cây là 30.000, còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một cây như này. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy hàng bãi Nhật, cực kỳ là đẹp và chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 15k một cây này thôi. 15k trên một cây này. Đấy, còn mua từ 3 cây trở lên tính cho bác với giá là 10k nhá, 10k một cây này thôi. Đấy, dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình xịt nhớt cũng nhá, bình xịt nhớt bên shop về số lượng và cũng bán cho bác giá chỉ có 40.000 cho một con bình như này thôi. Con này có thể ngoắt ngéo này, ngoắt ngéo đảo chiều rồi đưa vào các vị trí khó đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này. Các bác có thể dùng để tra dầu, tra nhớt, rồi nói chung là làm các công việc đều ok hết. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này nhá. Đây mã cho là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này. Đó. Rồi ok.
lên cho các bác cái siêu phẩm đèn kim nhá. Con này thì đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em các bác này. Đó. Thì con này nó sẽ đổi màu liên tục. Màu của nó là 16 triệu màu luôn anh em các bác nhá. 16 triệu màu luôn. Đảo màu liên tục, hàng cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ xoay tròn như này các bác này. Khi mà có gió tác động là nó sẽ lắc này, rất là đẹp luôn. Và của nó sẽ là một cái giải màu mà 16 triệu màu, rất là đẹp luôn. Và nó sử dụng 3 quả pin con thỏ loại nhỏ nhá. 3 pin con thỏ loại nhỏ. Pin à 3 quả pin đồng hồ loại to nhá, pin đồng hồ bình thường. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k. Giá không kèm pin các bác nhá, không kèm pin. Đó, rất là đẹp các bác này. Đây. Đấy, về nhà thì các bác cứ để là nó sẽ tỏa ra như này, rất là đẹp luôn. Tỏa ra thành một cái quả cầu tròn như này, rất là đẹp. Màu sắc rất là sặc sỡ nhá, 16 triệu màu, rất đẹp luôn và giá cực kỳ hợp lý cho các bác. Đấy, giá sẽ là 65k, ok. Đó, số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lên mã giúp cho em là đèn kim nhá. Giá của nó sẽ là 2 một con như này giá sẽ là 65k. Đó, lên cho em là đèn kim này, giá của nó sẽ là 65k nhá. Đấy, 65k và không có pin nhá. Đấy. Không có pin. Đó. Đấy, không có pin nhá. Lên cho em đèn kim giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho con đèn kim như này và không có pin nhá. Đấy, thì về nhà các bác tự mua pin. Đó, đèn kim. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mũ lưới này. Đấy, mũ lưới thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu màu đen và màu màu đen và màu xanh như này các này, màu xanh như này. Đấy, mũ của lính Mỹ các nhá, mũ của lính Mỹ, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, mũ lưới lính Mỹ như này rất chất lượng các bác này. Đấy, US các bác này, US này. Đó, US, hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ là một con mũ này. Đấy, American này. Đấy, American rất chất lượng cho các bác luôn. Để em test sản phẩm cho bác xem nhá. Các bác này. Đấy. Thoải mái luôn các bác nhá. Đây. Hàng rất chất lượng nhá. Và đập khá thoải mái các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, đập hai con mũ rồi. Vào nhau này các bác này. Đấy, đập mạnh tay luôn này. Mạnh tay luôn, các bác thấy không? Không có hề hấn gì nhá. Đây. Không hề có một vết xước luôn các bác thấy không? Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì các bác lên theo là mũ lưới nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đấy, lên theo là mũ lưới nhá. Đấy, lên theo là mũ lưới. Nó có cái lưới đi kèm mà, lên theo là mũ lưới 150k nhá, 150k. Hàng của quân đội Mỹ nhá, hàng quân đội Mỹ. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dạng lưới như này. Một cái dạng lưới như này. Đấy, rất là đẹp cho các bác này. Đây. Đấy, đeo vào đội vào rất là đẹp luôn. Và ở trong này thì nó sẽ có một cho các bác là một cái lớp lót như này nhá, một cái lớp lót như này. Một cái lớp lót qua kiếc rất là ngon luôn và các bác có thể điều chỉnh được cái độ to nhỏ của mũ ở cái đai này nhá. Đó, rất là xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150k cho một con mũ lưới như này. Lên cho em là mũ lưới giá sẽ là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đựng gạo nhá các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là thùng gạo. Con này thì nó là một cái dòng tương đối là tiện ích các bác nhá, tương đối là tiện ích luôn. Đó. Thì một con thùng gạo như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, lên mã tiếp theo là thùng gạo, giá của nó sẽ là 180k cho một con thùng gạo như này. Đấy, con này thì nó rất là tiện ích để cho các bác sử dụng. Đây, nó sẽ là một con thùng gạo rất là to. Con này thì nó sẽ đựng được khoảng là 10 đến 12 cân gạo nhé, 10 đến 12 cân gạo đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Đây, đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ca luôn. Đấy. Có cho các bác một cái ca để các bác có thể để mình long gạo nhé, một ca để mình long gạo luôn. Đó, rất là tiện ích này các bác nhé. Đấy, một con thùng như này rất là ngon luôn. Có cái ca để cho các bác đong gạo như này nhá. Con này thì đựng được 10 cân gạo nhá. Đấy. Rất chất lượng này. Các bác chỉ cần nhấn này là nó sẽ ra này, nhấn này là gạo nó sẽ chảy ra này. Đấy, và ưu điểm của nó là nó sẽ lấy gạo là lấy từ dưới lên, cho nên là các bác ăn không sợ bị gọi là bị gạo cũ nhá. Đấy. Gạo cũ mình cứ để ở dưới mình đổ gạo mới lên chốc là bao giờ nó cũng rơi gạo cũ xuống trước. Đấy. Rất là sạch sẽ. Đấy, ruồi muỗi kiến dán không sợ, có thể nhìn được là tính được lượng gạo này. Hàng thương hiệu Hokori, hàng của Nhật nhé, hàng của Nhật. Đấy, hàng này nó gọi là hàng liên doanh Việt Nhật nhé, hàng liên doanh Việt Nhật. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã cho em là thùng gạo. Đấy, các bác lên cho em là thùng gạo, giá của nó sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là thùng gạo nhé. Thùng gạo giá của nó sẽ là 180k cho một con thùng gạo như này. 180.000 cho con thùng gạo này, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó, rất đẹp, rất tuyệt vời các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi rác thông minh thôi nhé. Đấy. Các bác lên cho em là túi rác là được không? Dòng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ là thông minh và rất là tiện ích các bác nhé. Đấy. Rất thông minh, rất tiện ích luôn. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 chiếc luôn. Một bịch này 100 chiếc các bác dùng, nếu mà dùng một ngày một chiếc như vậy là các bác phải dùng 3 tháng thì mới hết một bịch này nhá. Đấy. Dùng 3 tháng mới hết một bịch này, cho nên là nó cũng rất là tiện.
Nói chung là một ngày thì cũng chỉ hết một chiếc thôi, chứ còn nếu mà các bác dùng thì cũng chả có nhà nào nhiều rác mà ngày dùng vài chiếc cả, trừ trường hợp là có đình đám công việc đấy. Về nhà thì các bác xé ra cho em như này, đấy nó sẽ có dập như này, các bác xé ra cho em này, đấy xé ra, đó đây mình sẽ xé ra như này này, đấy, xé ra như này. Sau đó thì cái này thì thoải mái, các bác có thể chứa đựng đồ các thứ này, đây đấy xé ra, sau đó thì mình sẽ mở túi ra như này cho em này. Đấy. Kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 40 nhân 45 đây. Đấy, cân nặng thoải mái luôn các bác. Đấy mình cho vào, cho rác vào đi em. Đây. Đấy nó sẽ xách như là một cái dạng túi xách này, rất là tiện các bác này. Đấy đây, các bác thấy không? Đây. Đấy, cân nặng thoải mái, cho nước nóng ok. Đấy thì các bác cứ này là các bác đi vứt rác là các bác chỉ cần kéo cái tay này, kéo cái quai này ra là xong. Đó nó rất là tiện. Thì các bác đi vứt rác thì các bác kéo cái quai này ra nhá. Đây, cầm cái quai này kéo ra cho em này. Đấy. Cầm cái quai này kéo ra, rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý rồi, một con túi đựng rác này rất là sạch sẽ. Đó. Các bác lên cho em là túi rác nhá, lên cho em là túi rác. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là túi rác nhá. Đấy, lên cho em là túi rác, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bịch túi rác như này, 50.000 cho một bịch. Bịch này của nó sẽ là 100 cái nhá, 100 cái tha hồ các bác sử dụng luôn. 100 cái các bác nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng tự phân hủy cho nên là nó không có ảnh hưởng đến môi trường nhá. Hàng của nó sẽ là hàng tự phân hủy cho nên là các bác dùng nó cũng rất là yên tâm, không ảnh hưởng đến môi trường. Mình vừa dùng vừa tiết kiệm mà vừa gọi là không không hủy hoại môi trường thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì cũng rất là hợp lý. Một con túi rác như này giá của nó chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho 100 chiếc nhá. 50.000 cho 100 cái như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em là viên thuốc chuột nhá. Đấy các bác lên cho em là viên thuốc chuột, giá của nó sẽ là 30.000. Đó, viên thuốc chuột này, hàng của Thái Lan nhá. Viên thuốc chuột hàng của Thái Lan. Đó, giá của nó sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp như này các bác nhá. 30k cho một hộp viên thuốc chuột như này. Dòng này của nó sẽ là thuộc dạng viên màu hồng nhá, thuộc dạng viên màu hồng. Dòng này thì siêu nhạy luôn. Cái này thì nó sẽ là viên màu hồng này, nó sẽ thu hút chuột rất là nhiều và chuột nó sẽ bị dẫn dụ theo cả đàn luôn. Một con ăn là nó sẽ rủ cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn nhá. Đây, một hộp như này các bác này. Đấy. Hàng thì 100% là hàng xịn của Thái Lan luôn. Rất chất lượng các bạn, rất chất lượng luôn, hàng Thái Lan nhá. Đấy. Hàng Thái Lan, mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng. Đây. Qua này. Con này bán thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Đây. Đấy. Mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng các bác này. Đây. Đấy. Mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng nhá, hàng của Thái Lan nhá, toàn bộ chữ Thái hết nhá. Giá sẽ là 30k, còn bác nào lấy 5 hộp thì sẽ là bằng 140k nhá. 5 hộp sẽ bớt được 10.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ khẩu nhá, bộ khẩu 12 chi tiết. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Giá thì chỉ có 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 này thôi. Bộ này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là một cái phân khúc. Làm sao? 8 đến 24. Không, nó bị hai con 19, không có con 17 ạ. Có chứ làm sao không có. Nó bị hai con 19 này. Ở đây của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá. Và một tay công, một tay nối dài. Đó. Từ 8 đến 24, một tay công, một tay nối dài các bác này. Đấy. Giá thì nó sẽ là một tay công và một tay nối dài như này. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Tay nối dài này các bác này. Và đầu khẩu của nó thì nó sẽ là từ 8 đến 24 nhá. Từ 8 đến 24. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Rất tiện luôn. Dùng thì cực kỳ là ngon các bác nhá. Đấy, dùng rất là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Đó các bác thấy không? Xoáy nhanh đảo chiều này, các bác có thể lắp ngắn dùng trực tiếp này hoặc là các bác có thể cho dài ra để mình sử dụng nhá. Nó rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, những cái đầu khẩu của nó thì rất là tuyệt vời các bác này. Nghe cái chất thép của nó các bác đã thấy là thích rồi. Đó, rất chất lượng nhá. Hàng chất lượng luôn. Đầu của nó vuông vức đẹp, chất thép mạ chrome sáng bóng, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ khẩu 12 nhá. Lên cho em là khẩu 12. Đó, bao gồm cho các bác là 12 chi tiết như này. Lên cho em là khẩu 12, giá chỉ có 160.000 thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên cho em là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 giá của nó sẽ là 160k nhá. 160k thì cái bộ khẩu 12 như này. Hàng cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con một cái loại thuốc chuyên trị kiến gián nhá. Đấy, các bác lên cho em là thuốc kiến gián này. Đây. Đấy, thuốc diệt kiến gián tận gốc luôn. Con này thì chuyên diệt kiến gián tận gốc luôn nhá. Các bác chỉ cần xoáy ra nhỏ vào các cái đường đi của nó này, hoặc là các cái khu vực mà nó hay di chuyển hay làm tổ, hoặc là các khu vực mà nó hay có nhá. Đấy. Thì các bác nhỏ cho em từ 5 đến 7 giọt vào đường đi hoặc các nơi nó trú ẩn này,
sau khi chúng sẽ ăn thì thức ăn sẽ lan truyền ra và nó chết cả đàn luôn. Đó, giá thì đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 10k trên một lọ như này nhá. Và mua 5 thì sẽ được tặng 1. Đó, các bác lên cho em là lọ thuốc rán nhá. Lọ thuốc kiến rán, 10k trên một lọ, mua 5 tặng 1. Đấy, lên mã giúp cho em là lọ thuốc kiến rán nhá. Lọ thuốc này. Đó, lọ thuốc kiến rán, lọ thuốc kiến rán nhá. Giá của nó sẽ là 10k trên một lọ nhá. Vậy và các bác sẽ là mua 5 thì được tặng 1 nhá. Mua 5 thì được tặng 1. Đó, 10k trên một lọ và mua 5 thì tặng 1 nhá. 10k trên một lọ. Đây. Đấy, nó sẽ là lọ thuốc kiến rán như này. 10k trên một lọ thôi. Đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn, 10.000 trên một lọ như này. Và mua 5 thì sẽ được tặng 1 nhá. Mua 5 sẽ được tặng 1. Con này thì siêu nhạy luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi, rất nhạy luôn các nhá. Đấy. Hàng này phải nói là siêu nhạy luôn các nhá. Siêu nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 10k thôi. 10k nhá. Và mua 5 tặng 1 cho các bác luôn, giá cực kỳ ưu đãi nhá. Giá rất tốt, rất ưu đãi cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cắt trên nhà đấy, cái gì đấy? Các bác lên cho em là xiên hoa quả nhá. Một hộp như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc các nhá. Hộp này sẽ là 10 chiếc các này. Đấy, 2 này, 4 này, 6, 8, 10. 10 chiếc xiên hoa quả như này. Con này thì rất là tiện để các bác dùng để mình xiên hoa quả, sử dụng ăn hoa quả, thức ăn, đồ ăn, thức uống rất là ok. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức. Đấy, và các bác dùng để khi mình ăn hoa quả thì mình xiên, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái bộ xiên hoa quả như này. Đấy, một cái bộ xiên hoa quả như này bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá, 10 chiếc. Và giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là xiên hoa quả nhá. Giá của nó chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em là xiên hoa quả nhá. Đấy, xiên hoa quả này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ xiên hoa quả như này. Đấy, giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên cho em là xiên hoa quả, giá sẽ là 50k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái pin 18650 nhá. Đấy, các bác lên cho em là pin 18650 này. Đấy, pin của hãng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop vẫn đang gửi tới bác cái giá đó là 30k trên một viên như này nhá. 30k trên một viên như này. Đấy, lên cho em là pin 18650. Đấy, pin của hãng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, pin đóng pin của hãng giá sẽ là 30k cho một viên như này nhá. 30k cho một viên như này. Lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 cho một viên. Đó, rồi ok. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công 12 dự án giao thông trong những tháng cuối năm, thông tin có trong chuyên mục Trước Giờ Mở Cửa. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương cần thận trọng trong việc xây dựng tạo nguồn cán bộ trung ương là nội dung trong thời sự toàn cảnh. Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả. Bây giờ xin chuyển tới quý vị và các bạn phần tin tức. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Đáng chú ý là chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đây là một trong hai chuyên. Hello chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái lô đài FM của Nhật nhé. Dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Nó là một cái dòng cực kỳ chất lượng. Đợt này thì về mẫu mã có cải tiến, có thêm cho các bác một con đồng hồ nữa, hàng combo và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Kỳ 2 và dịp mùng 2 tháng 9 tới. Đây. Dự án với số vốn đầu tư hơn 2.500. Mặt của nó thì được mạ chrome rất là sáng bóng nhá. Còn thân của nó thì nó sẽ là ốp gỗ như này, ốp giả gỗ này các bác này. Đấy. Thân của nó ốp gỗ rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy các bác này. Rất là đẹp luôn. Đó, có thấy không? Đây. Âm lượng có nhỏ đây nhá. Có nhỏ đây và cho bé đi ở đây này. Đấy. Cơ quan này. Con này thì có các bác có thể là nghe đài hoặc là nghe nghe MP3 nhá. Các bác có thể bắt Bluetooth để nghe MP3 cũng rất là ok luôn, nghe nhạc bắt Bluetooth nó cũng như một con loa Bluetooth luôn. Nói chung là hàng đa chức năng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới là giá rất là tốt luôn. 31 tháng 1 năm 2024. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Tỷ đồng. Từ hôm nay, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được chi trả theo quy định mới. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 tại nghị định. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đài FM nhé. Con này thì đang bán là 300, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 260.000 thôi. Đấy, lên cho em là đài FM nhé. Đài FM này. Em đang bán là 300k. Đợt này về cho bác giá cực sốc luôn.
260k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 260.000 cho một con đài FM này, bao ship đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó, nhận hàng các bác có quyền test thử kiểm tra. Đấy, thanh toán các bác nhé. Đấy. Có đồng hồ này. Tháng 9 năm 2000. Con này thì nó sẽ có đồng hồ nhá. Đây anten của nó này. Đấy, các bác có thể xách đi xách về rất là gọn luôn này, như một cái vali luôn. Đó, rất là gọn luôn. Cái này thì các bác có thể để điện thoại lên cũng ok. Đó. Và đây thì nó sẽ có các cổng kết nối như là jack 3.5 để các bác nghe nhạc này, tai nghe này, à USB này, thẻ nhớ này, rồi chân sạc vào này. Đó, và đây là cái điều khiển cái công tắc của đồng hồ nhá. Các bác tắt đi này, bật lên này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái nút để các bác núm đây, cái núm này để các bác điều chỉnh đồng hồ này. Đó, núm này các bác điều chỉnh đồng hồ. Và đây là cái công tắc tắt bật đồng hồ nhá, công tắc tắt bật đồng hồ ở đây. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác với con giá rất là hợp lý luôn, một con đài FM như này. Giá chỉ có 260.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác một quả pin 18650 luôn rồi. Cứ về cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đó, rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó, theo. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Lên cho em là đài FM nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho con đài FM như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn lau giày nhá. Vâng. Các lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đấy, khăn ướt lau giày. Các bác lên cho em là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt này. Cái này là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt lau giày. Giá của nó sẽ là 20k trên bịch như này thôi. 20.000 trên bịch như này. Và 50k thì là sẽ là bằng 3 bịch nhá. Đấy, 50k là sẽ là bằng 3 túi. Đó, 50.000 3 túi, còn là 20k trên một túi nhá. 20k trên một túi. Đó, 20k trên một túi như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn lau mà nó sẽ rất là đa di năng luôn. Đó. Thì nó sẽ lau được hết các loại giày nhá, giày vải, giày giấy, giày ướt, giày khô là lau được hết nhá. Các bác chỉ cần là mở cái nút này ra này. Đấy, mở cái nút này ra. Sau đó thì mình lấy cái khăn ra. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn nó đã có sẵn tẩm sẵn xà bông rồi. Đấy, xà bông cũng như là các cái chất tẩy thôi nhá. Đấy, xà bông và các cái chất tẩy rồi. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái khăn như này. Khi lau vào thì cái xà bông của nó ra rất là nhiều luôn nhá. Đấy, xà bông nó ra rất là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để lau giày, lau dép đều được hết đây. Ví dụ như này này. Đấy các bác này, đây như em đang lau này. Đấy, lau là nó sẽ sạch bóng lên luôn các bác nhá. Đấy, ví dụ giày dép của các bác bẩn này, đây nhá. Đôi dép này của em nhá. Đấy, nó rất là bẩn luôn này. Đấy, em lau phát là nó sẽ sạch luôn nhá. Cái này thì nó sẽ có là có cả xà bông bên trong luôn. Có cả xà bông bên trong đây, cái này em mục sở thị cho các bác xem luôn. Chứ không cần phải là đấy, các bác cứ lau sạch đi này cho em, xong rồi mình lấy cái khăn khô mình lau đi là xong. Lấy khăn khô mình lau đi nhá. Đấy, mình lấy khăn khô mình lau đi. Đó, đây các bác này. Đấy, các cái vết bẩn nó sẽ ra hết khăn luôn. Đây, các bác xem nhá. Đấy, em lau có một tí này. Đấy, cái bên lau rồi và bên chưa lau khác nhau hoàn toàn nhá. Lau rồi nó như mới luôn các bác này. Đấy, lau rồi nó như mới luôn. Thì các bác đi giày, giày da, giày vải các thứ, mình chỉ cần lau đi như này cho em là xong này. Đấy, lau đi như này là sẽ sạch bóng hết luôn. Đấy, đây như cái đôi dép này em lau này các bác thấy không? Đây. Đấy, một nửa chưa lau nó đen xì xì này. Đấy, mốc trắng nhá. Nửa này lau rồi lại hồng lên các bác này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thì lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đó, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Cái này thì nó rất là tiện ích các bác, ví dụ đi làm về hoặc là các bác đi công tác đi đâu cũng được, mình có thể mang đi mình sử dụng hoặc là để sử dụng ở nhà. Đấy, bẩn là mình lau trực tiếp luôn, các bác không cần phải giặt, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày các nhá. Giặt thì nó nhanh bị hỏng giày. Đó. Con này. Đây, cô giận ơi, có sạch nha mọi người, có sạch nha. Nếu các bạn có những đôi giày sánh nhưng mà nó chỉ hơi bẩn một tí thôi, ví dụ là đi mưa như mình. Lau rất là sạch luôn các bác nhá. Đó. Giày không ăn thua rồi. Nào, ra không, ra không tưởng đến nào thế này. Nhưng mà bạn ít thì lau, bạn nhiều thì nhìn thôi. So sánh hai loại giày lau giày chuyên dùng hot hit có sạch như cũng đừng nói. Lau thì sẽ có những cái bọt ra phía trên này, tương đối nha. Những cái vết đế giày này khó hơn này, cũng tương đối. Loại đen thì không ra những cái bọt xà phòng như loại vàng. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chảo ngập dầu các bác nhá. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đường kính của nó là 20cm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây. Đường kính 20cm, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, để các bác chiên ngập dầu thì mình dùng để mình chiên rán đồ ăn thức uống đều ok hết nhá. Đó đây, hàng của Nhật các bác này. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này.
Con này thì dung tích của nó sẽ là chảo thì nó thường nó tính theo đường kính nhá. Đường kính của nó là 20cm các bạn, 20cm. Và các bác sẽ có kèm thêm là một cái dàn như này để các khi các bác chiên rán thì mình đặt thực phẩm lên. Đấy, nó sẽ là một cái con chảo khá là dày dẫn, nặng và chắc chắn đây con này. Đấy, rất là chắc chắn luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy con này. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Khá là dày dẫn chắc chắn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Đấy, một cái khay đỡ như này để các bác đặt vào. Đấy, các bác có thể đặt vào để mình ví dụ như mình rán nem này hoặc là rán các cái đồ chiên nấu xào thì các cái đồ tôm tiếc thì mình đặt lên đây chưa? Đặt lên đây để mình sử dụng nhá. Đó, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá của nó sẽ là 100k. Đường kính của nó là 20cm nhá. Chảo ngập dầu này, lên cho em. Chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu nhá, giá của nó sẽ là 100k cho một con chảo ngập dầu như này, 100.000 các bác nhá. 100.000 cho một con chảo ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện con. Đấy, các bác chỉ cần là cho dầu này rồi vào đây là mình sử dụng nhá. Ví dụ các bác có thể chiên rán nem này rồi rán phồng tôm này rồi rán tất cả các loại mình cho vào đây cho em, nó rất là tiện. Và con này thì có tráng đá nhá, tráng đá chống dính. Các bác có thể rán được, chiên rán được, ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý thôi. Chỉ có 100.000 cho một con chảo như này. Hàng của Nhật mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Đấy, mới tinh mới cong luôn, chưa qua sử dụng. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng thôi, nó rất là tiện dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về, con này là 100.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác lên cho là bảng tô hoặc là bảng tự xóa nhá. Đấy, bảng tô, bảng tự xóa. Lên cho là bảng tô này. Bảng tô bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k trên một con bảng tô như này. Đấy, con này thì rất là tiện, các bác có thể sử dụng cho các em bé nhà mình học hành sáng tạo rồi làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, đây. Ở đây thì nó sẽ là một con bảng kèm thêm một cái bút như này và nó sẽ tự xóa được nhá. Về nhà thì các bác mở thêm cái nút khóa đằng sau này ra này. Đấy, nút khóa đằng sau này ra cho em. Đó, mở cái nút khóa đằng sau này ra cho em là xong. Đây, xóa đi này. Đấy, các bác lên, các bác lên YouTube hoặc lên TikTok các bác gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Đó, gõ cho em là shop Phạm Huấn là sẽ ra nhá. Đấy, gõ cho em shop Phạm Huấn này. Đó, các bác không thích nữa thì lại xóa đi nha. Các em có thể thỏa sức tô vẽ sáng tạo này. Con này màn hình LED nhá, màn hình LED LCD. Màn hình LED LCD luôn. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Đây, rất là đẹp con này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô, giá của nó sẽ là 50k. 50k trong con bảng tô như này, rất tuyệt vời luôn. Các bác có thể mua về để làm quà cho trẻ em nhà mình. Đây, nó có cái nút khóa đằng sau này, các bác đẩy cái nút khóa này cho em này. Đấy, có bút nhá, có bút như này, rất là tiện luôn. Đấy, con này thì nói chung là giá rất là hợp lý rồi, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, mua về để làm quà cho em bé nhà mình, để cho các em nó làm, các em học để thỏa sức sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính nhá. Đấy, tránh xa điện thoại máy tính. Lên trên là bảng tô, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Tiếp theo cũng là một cái dòng sản phẩm để cho các em chuyên tâm học hành, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhưng mà vẫn thu hút được các em nhá. Đó là cái máy đọc chữ à? Máy đọc thẻ nhá, các bác lên cho là máy đọc thẻ nhá. Đó, máy đọc thẻ, giá thì sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000. Đấy, con này thì thẻ giáo dục trẻ em này. Đấy, ở đây nó sẽ là một con máy như này, kèm thêm cho bác là một cáp sạc và một cái hộp thẻ đây. Cái hộp thẻ này thì nó rất là nhiều thẻ luôn, ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ với 224 nội dung khác nhau. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Về nhà thì các bác giữ cái phím nguồn này, phím này này, giữ cái này cho em. Đó, sau đó bật lên này. Đấy. Đấy, ở đây thì nó sẽ rất nhiều nội dung nhá. Trái cây này, đồ dùng này, đấy, rồi xe cộ này, đây. Đấy, xe buýt 2 tầng các bác này, đây. Em lắp vào cho các bác xem này. Đó. Xe buýt 2 tầng. Double decker bus. Đấy, cái này thì nó sẽ có cả tiếng cả hình luôn. Xe taxi. Taxi. Đấy, nó sẽ rất là nhiều, có những cái thì nó sẽ có cả hình, cả tiếng nhá. Đấy. Đó, có thấy không? Đây. Xe trộn bê tông. Agitator truck. Đấy, có thấy không? Đó, đầy đủ các bác luôn. Xe thể thao. Sports car. Đấy, rất là tiện nhá. Đó, kể cả các cái chủ đề về con vật nó cũng đều có âm thanh hết nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ là 112 cái thẻ với
với tổng của nó sẽ là 220 nội dung, 224 nội dung cho các bác luôn. Đó. Một thẻ này là hai mặt. Con cú. Ao. Đấy, có cả tiếng kêu luôn nhá, con thỏ này. Con thỏ. Rabbit. Đấy, các bác thấy không? Rất là hay luôn. Có mô phỏng hết nhá. Con ngựa. Horse. Đấy, thì các bác có thể mua về để mình con chuột. Mouse. Con này thì ưu điểm của nó là nó có cả tiếng Việt, cả tiếng Anh nhá. Thì các bác mua về cho trẻ em nó học. Đấy, rất là nhiều như này luôn. Các nội dung như này thì mua về cho các em học để tránh xa điện thoại, máy tính bảng, mà vẫn là hàng công nghệ nhá, đồ công nghệ, để các em có thể giải trí và biết được là cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn. Đó, thì nó sẽ là một cái hộp thẻ như này, bao gồm cho các bác là hơn 100 cái thẻ đây. 112 cái thẻ này, 224 từ vựng nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Đấy, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác, để các bác có thể mua để làm quà cho các em nhà mình. Đây, các bác tắt nguồn thì tắt ở đây cho em này. Đó, tắt nguồn ở đây. Đó. Đấy, giữ lì ở đây nó sẽ tắt nhá. Đấy, các bác rất tiện dụng luôn. Thì một cái hộp thẻ như này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là máy đọc thẻ nha, giá của nó sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, và giá thì dòng này thì cái giá của nó rất là bình dân các bác. Đấy, giá vẫn rất bình dân. Một con giá đỡ điện thoại như này, giá chỉ có 30.000 thôi, 30.000. Sản phẩm sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chân như này, một cái đế này các bác. Xoáy cái này vào cho em này, một đế này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lắp cho em cái này vào đây này, lắp cái này vào đây. Đó. Và cái này thì nó sẽ là ở đây này. Đấy, các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào đây, sau đó thì cho cái này xuống này. Đấy, đây. Xoáy cái này vào. Cái này thì các bác có thể cho lên tụt lên tụt xuống tùy theo nhá. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây. Đó. Lắp cái này. Đấy. Sau đó thì các bác có thể tùy chỉnh, nó có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đó, đảo chiều các kiểu được luôn. Đây, xoáy cái này vào cho em. Đó. Con này thì về nhà lắp ráp thì rất là đơn giản thôi, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi các bác này. Đấy, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi. Đấy, trẻ con cũng làm được các bác nhá. Đây, thì đây là cái điện thoại của em này. Em sẽ cho vào cho các bác xem này, con điện thoại này của em là hàng rất là to luôn đấy nhá, hàng khủng luôn đấy. Màn hình to các bác nhá. Đây. Đấy, dùng rất là ngon các bác này. Thì các bác có thể là cho dọc, cho ngang này, đấy, cho quay lên quay xuống này, để các bác có thể lướt TikTok này rồi xem YouTube này. Đấy, và các bác có thể là để trực tiếp ở trên giường này, mình không cần phải cầm tay mỏi tay nhá. Đó, rất là tiện luôn. Quay lên quay xuống đảo chiều được hết nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Mà giá thì lại rất là hợp lý các bạn, giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại. Cái này có thể tụt lên tụt xuống được nhá. Đấy, tụt lên tụt xuống ngoắt nghéo xoay đảo chiều được hết luôn. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k đó. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đó. Giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá, 30k trên một chiếc. Rồi ok. Tiếp theo lên cho bác con máy cạo râu 9D nhá. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k cho một con như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một thân máy như này nhá, một thân máy này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Bộ của nó sẽ bao gồm là ba lưỡi kép như này nhá, ba lưỡi kép như này, chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, các bác cứ như này mình đưa vào này. Đấy, đưa vào như này. Đó, cạo sạch hết râu luôn các nhá. Đó, cạo sạch hết râu luôn, rất là sạch các bạn. Đó. Rất là sạch luôn. Đó. Đây. Đấy, đây em cạo ra có một tí mà râu nó ra đầy các bạn này. Đấy, râu nó ra đầy đấy các bạn này. Các bác thấy trông cái mẩn râu chưa? Đó, cái mẩn râu này. Đấy, ra đầy luôn. Con này thì chạy cực kỳ khỏe và êm nhá. Và ưu điểm của con này thì các bác có thể thay lưỡi này, các bác chỉ cần tháo ra như này thôi. Sau đó thì mình thay cái mũi này vào cho em này. Cái mũi này thì để các bác dùng để mát xa mặt này. Đấy, cái mũi này để mát xa mặt các bác này. Đấy, đây. Mát xa mặt thì các bác dùng cái này cho em. Đấy. Mát xa mặt rồi các bác tẩy da, tẩy riết các bác lắp cái này vào. Đấy, lắp cái này vào. Đây. Đấy, qua theo đây. Đấy, dùng để mình rửa mặt, mình massage, rồi nói chung là làm các cái chức năng này. Đấy, công tắc tắt đi ở đây. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là thêm là một cái đầu để cắt tỉa lông mũi này. Đấy, một đầu cắt tỉa lông mũi đây. Đấy. Đầu này thì các bác để cắt tỉa lông mũi này, lắp cái đầu này vào cho em. Đấy, lắp cái đầu thay ra, lắp cái đầu này vào. Lắp cái đầu này vào để mình tỉa lông mũi nhá. Đây, tỉa lông mũi các bác này. Đấy. Lông mũi thì nó chạy bên trong hết nhá, cho nên các bác cứ thêm mình sử dụng thôi, không sợ bị đứt mũi đâu. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái đầu tăng đơ này, để các bác dùng để cắt tóc, chấn viềm hay là cạo râu này. Đấy, cắt tóc, chấn viềm, cạo râu cũng ok hết nhá. Các bác không lắp vào đây chị em. Đó, lắp vào đây. Đấy, đầu tăng đơ này. Đấy. Cắt tóc này, chấn viềm này. Các bác có thể cắt tóc, chấn viềm rồi cạo râu nhá. Đây.
Đấy, cắt tóc chấn viền này, cạo râu này. Đấy, rất sạch luôn các bác nhá. Đây. Đấy, cắt tóc chấn viền, cạo râu rất sạch luôn, các bác thấy không? Đó. Thì cái giá nó rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 95k thôi. 95k cho một cái bộ combo như này. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D. Giá của nó sẽ là 95k, rất là tiện dụng luôn. Chỉ cần lắp vào này là sử dụng thôi. Lắp vào này là sử dụng rất tiện dụng luôn. Giá sẽ là 95k. Có kèm cho các bác là các cái đầu như này, các cái đầu đi kèm như này, các cái bộ dụng cụ đi kèm như này nhá. Và có kèm cho các bác là cả một cái cáp sạc luôn. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy. Một cái bộ 4 trong 1 như này nhá. Đấy, bộ 4 trong 1 như này. Bao gồm là tăng đơ này, rồi máy cạo râu này, rồi các cái chi tiết đi kèm như này. Mà giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 nhá, 95.000, giá không thể tưởng nổi luôn. Đấy. Giá này là giá không tưởng luôn các nhá. Giá này giá không tưởng luôn. Đấy. 95k cho một cái bộ cạo râu 9D như này. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con máy cạo râu 9D như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop cũng về cho bác một cái dòng máy cạo râu khác nữa. Đấy. Đó thì các bác lên cho em là máy cạo râu cái này thì các bác lên cho em là máy cạo râu 189 nhá. Đấy, lên cho em là máy cạo râu 189. Đây, mã của nó sẽ là 189 này. Đấy, thì lên cho em là máy cạo râu 189. Thì con này nó sẽ là một con máy cạo râu lưỡi kép các bạn. Đấy, máy cạo râu lưỡi kép như này. Đấy. Và con này thì nó cũng có cái đế sạc ở đây này. Đấy, về nhà các bác ấn xuống đẩy cái này ra này. Đẩy cái này ra cho em để mình sạc nhá. Đó, vào đây. Nó sẽ là hai lưỡi kép nhá, hai lưỡi kép cực kỳ là mạnh luôn. Thì các bác dùng để mình cạo râu này. Đấy. Cạo râu rất là khỏe luôn nhá. Và rất là êm, dùng cạo rất là ngon luôn. Con này thì nó gọi là, con này thì nó được mệnh danh là máy cạo râu quốc dân nhá. Đấy, rất là sạch luôn các bác này. Đấy, em chỉ có nhấp có một tí thôi mà râu nó đã ra đầy rồi con này. Đây, râu ra đầy rồi con nhá. Rất là tiện luôn. Máy cạo râu quốc dân ấy. Con này thì lên cho em là, các bác lên cho em là máy cạo râu 189 nhá. Đấy. Lên cho em là máy cạo râu 189. Con này thì có sạc trực tiếp này luôn và giá thì rất là hạt rẻ nhá. Giá rất là hạt rẻ cho bác luôn. Đó, máy cạo râu 189 này. Các bác lên cho em là máy cạo râu quốc dân đi. Đó, máy cạo râu quốc dân. Máy cạo râu này, đó, máy cạo râu này. Máy cạo râu quốc dân nhá. Đó, máy cạo râu quốc dân. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy. À không, con này nhầm mã. Giá thì của nó chỉ có cho các bác là 75k thôi. 75k cho một con máy cạo râu quốc dân như này nhá. 75.000 cho một con máy cạo râu quốc dân như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đó. Máy cạo râu quốc dân, giá của nó sẽ là 75.000 thôi. 75.000 cho một con máy cạo râu quốc dân như này. Con này thì tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Cực kỳ là tiện luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác một cái mẫu củ sạc 3 cổng như này các bác nhá. Đấy, 1 2 3 nó sẽ có 3 cổng như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là củ sạc 3A nhá, củ sạc 3A. Đó. Củ sạc này lên cho em là củ sạc 3A nhá, 3A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. 30k. Đấy. Các bác lên cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35k. Xin lỗi các bác, 35k nhá. 35k cho một con củ sạc 3A như này. Đấy, giá sẽ là 35.000. Về nhà các bác có thể cắm vào cái các cái dây USB các bác có thể cắm vào đây. Đấy, lên cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái củ sạc như này. Rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có hẳn cho các bác là 3 cổng USB luôn. 3 cổng USB này về nhà các bác cắm kết nối cực kỳ là ngon luôn. Và giá rất hợp lý nhá. Giá chỉ có cho các bác là 35k thôi. Lên mã cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một con củ sạc 3A như này. 35k nhá. 35.000 cho một con củ sạc 3A như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm các bác nhá. Các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đấy. Con này thì nó sẽ là vòng trầm gỗ. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật và được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Đấy thì bên công ty nhập được những cái mã hàng nó khá là tốt các bác nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này, đựng trong một cái hộp giấy cực kỳ, hộp vải này. Đấy, cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Giá bán ở bên Nhật của nó sẽ là 1.800.000 nhá, 1.800.000. Đây. 1.800.000 cho cái vòng trầm gỗ như này. Và bên shop thanh lý được cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là vòng trầm gỗ nhá. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con vòng mà bằng hạt trầm gỗ như này, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, huyết áp ổn định các bác nhá.
Đấy, hạt của nó thì bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên cực kỳ là thơm luôn. Đấy, cực kỳ là thơm, vân gỗ rất đẹp nhá. Đấy, có 108 hạt và một cái đài sen như này. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ, vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ. Điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k nhá. 50k cho con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chổi chổi cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi cọ toilet. Đấy, chổi cọ toilet giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một cái chổi cọ toilet như này. Con này thì nó sẽ là hàng đúc liền, các bác có thể dùng ngoắt ngéo thoải mái luôn. Đấy, cái độ cong như này để các bác đánh nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là cọ toilet nhá. Đấy, lên cho em là có cọ toilet chưa nhỉ? Lên cho em là chổi toilet nhá, chổi toilet. Lên cho em là chổi toilet này. Đó, chổi toilet. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k cho một cái chổi toilet như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng được kỳ cọ nó sẽ có cả cái đầu bên này để các bác cọ ngược nữa nhá. Đấy, hai đầu đảo chiều như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k. Lên cho em là chổi cọ toilet nhá. Giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo. Chổi toilet. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bấm cúc nhá. Các bác lên cho em là các bác lên cho em là kìm bấm cúc này. Đây, nó sẽ là chọn bộ cho bác như này. Cả các cái loại cúc và kìm bấm như này nhá, kìm bấm như này. Thì các bác về các bác có thể bấm đính các cái cúc quần, cúc áo rồi các cái vị trí mà mình muốn ghim bấm vào đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Lên mã giúp cho em đó là kìm bấm cúc nhá, kìm bấm cúc. Kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này, bao gồm cả kìm và các cái cúc sẵn có như này, về nhà các bác chỉ bấm cho em xong. Kìm bấm cúc giá sẽ là 40k. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó. Về nhà các bác chỉ cần bấm ghim vào như này, sau đó thì mình đính vào cho em này. Nó rất là tiện luôn. Đấy, dép guốc rồi quần áo này, rất là tiện nhá. Đó. Mình chỉ cần bấm vào như này là xong. Đó, quần bò còn biết bấm được hết nhá. Các loại cúc này rồi dép guốc các thứ này. Đấy. Thì nó rất là tiện, các bác dùng nó rất là đa di năng luôn. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc này thôi, lắp vào là mình bấm vào là xong nhá. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40.000 các bác nhá. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các bác nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn.
đấy, nồi nào vung đấy các bác nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển đến nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món con này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó.